Thiếu gia bị bỏ rơi chương 1591, hỗn độn thanh địch. Tôi làm thế nào lại làm được, đó là chuyện của tôi. Diệp mặt chầm chầm nhìn chân băng du nói xong, nhíu nhíu mày, dường như đang tìm xem câu tiếp theo nên nói như nào. Chân băng du giống như biết ý tứ câu nói tiếp theo của diệp mặt vậy, trực tiếp nói. Anh không cần lo tôi tiết lộ chuyện này ra ngoài, tôi biết truyền thừa của anh không tầm thường, nếu như tôi tiết lộ ra ngoài, thì sẽ không nhắc nhở anh chú ý công pháp luyện thể rồi. Diệp mặt gật đầu cũng không có nghi ngờ gì, hắn tin rằng những gì chân băng du nói là sự thật. Nhưng cho dù như vậy, Diệp mặt cũng định sau khi đi rồi, lập tức rời khỏi cực phong thiên, cũng sẽ không đến cung hoa thiên nữa. Chân băng du thấy Diệp mặt cũng không có ý tứ nói tiếp, đành phải ngậm miệng lại. Pháp khí phi hành cực phẩm sau khi đi được khoảng nửa tuần hương, Diệp mặt bỗng nhiên dừng lại, thần thức của hắn đã quét được phong đề tối nhĩ, hơn nữa không chỉ là một mình gã đứng cùng với phong đề tối nhĩ ít nhất còn có ba tu sĩ nữa. Bốn người này hình như tu vi đều không bị áp chế, hoặc là nói đều có bí pháp khắc chế loại áp chế tu vi này. Lúc này trước mặt bốn người là một hồ nhỏ hình tròn, mà giữa hồ nhỏ này lại có một ngọn núi cực cao, trong cực tinh trạch vốn dĩ là một khoảng mông lung, cộng thêm ngọn núi này lại có sương khói lượng lờ. Nếu như dịp mặt không phải có thần thức, thì hắn căn bản cũng không thấy rõ được. Nhưng thần thức của dịp mặt sau khi nhìn rõ, lập tức từng trận kích động, hắn suýt nữa thì xông lên cướp lấy. Vì ở một nơi không xa cách đỉnh núi của ngọn núi kia, có một khối đá nhô ra, mà phần dưới của khối đá đó có một gốc tiên linh thảo màu xanh, đó chính là hỗn độn thanh địch. May là hắn cuối cùng cũng khống chế được bản thân mình, bên đó bao gồm cả phong đề tối nhĩ là có đến bốn người đang đứng cùng nhau, tu vi của phong đề tối nhĩ dịp mặt thấy rồi, cho dù bị áp chế rồi, nhưng trong cực tinh trạch, cũng không kém hắn huống chi tên này còn là tiên niết thể mà ba tên kia có khả năng đang dằn co cùng phong đề tối nhĩ rõ ràng cũng không phải là người tầm thường huống chi phong đề tối nhĩ chắc chắn là do một trong ba người này gọi đến chính là nói nếu như hắn muốn xông lên ít nhất phải đối mặt với hai phong đề tối nhĩ thậm chí là tấn công của bốn người cho dù dịp mặt có bản lĩnh đi nữa cũng không dám làm như vậy tu vi của hắn trong này không chịu ảnh hưởng gì làm sao có thể biết người khác nhất định chịu ảnh hưởng gì không dịp mặc điều khiển phi thuyền quay ngược lại lại mười mấy phút sau dịp mặc lại lần nữa tìm được một đồi núi nhỏ trên một khoảng đất hoang vắng trực tiếp phóng phi thuyền vào chân băng du thấy dịp mặc lại lần nữa hạ phi thuyền xuống một góc như này cô lập tức nhíu mày nói anh dừng trong này là có ý gì yên tâm tôi cũng chẳng có hứng thú gì với cái túi da của cô nếu như cô muốn đi thì cứ tự nhiên dịp mặc lại nói câu này động một tí là hắn nói những câu này chân băng du im lặng lắc đầu cũng không tiếp lời chỉ đứng một bên im lặng nhìn dịp mặt bố trí khốn trận bố trí trận pháp ẩn nấp cô muốn thí luyện trong hỗn độn tinh vực bao lâu dịp mặt đột nhiên hỏi hắn mặc dù ước gì chân băng du không chịu đựng được hắn lập tức đi luôn nhưng hắn cũng lo lắng chân băng du sẽ rời khỏi hỗn độn tinh vực trước hắn chân băng du nhìn dịp mặt một cái rồi mới nói tôi ít nhất cũng phải đến huyền tiên đỉnh phong rồi mới ra ngoài có thể là trăm năm có thể là nghìn năm anh không cần lo lắng tôi ra ngoài trước tiết lộ bí mật trên người anh huống chi tôi cũng không biết anh có bí mật gì tôi chỉ biết anh lấy được một truyền thừa rất tuyệt mà thôi dịp mặt thấy lời của mình vừa mới hỏi ra liền bị chân băng du biết là có ý gì cũng không thèm để ý nữa những chuyện như này hắn cần phải hỏi cho rõ nếu không hắn không ngại gì mà hạ chút cấm chế cho người con gái này. Anh ở lại đây bao lâu? Khiến Diệp Mặt kỳ quái chính là chân băng du bỗng nhiên lại hỏi ngược lại một câu, trong ấn tượng của hắn, chân băng du ngoại trừ khuyên hắn đặt toàn bộ tinh lực của mình vào trong tu luyện, thì trước giờ cũng chưa bao giờ hỏi những chuyện riêng tư khác của hắn, Diệp Mặt lại trầm mặt một lúc rồi nói. Có lẽ tôi cũng phải tu luyện đến huyền tiên rồi mới ra ngoài, với tiến độ của anh, tu luyện đến huyền tiên chắc hẳn nhanh hơn tôi một chút, Chân băng Du lần này sắc mặt có chút dịu đi một chút nói, dừng lại một chút, cô lại nói tiếp. Hỗn Động Tinh vực tổng cộng có 9 tầng, chúng ta bây giờ mới chỉ ở tầng thứ nhất mà thôi. Hơn nữa càng về sau, tu luyện lại càng gian nan hơn, rất ít tu sĩ có thể tu luyện đến tầng thứ 9, cho dù là đại tiên cũng rất ít. Vì trong Hỗn Động Tinh vực, cũng không phải càng về sau thì đồ vật là càng quý giá, cũng càng dễ dàng tu luyện được. Ở tầng thứ nhất chẳng những có rất nhiều tài nguyên, đồng thời địa điểm tu luyện cũng rất ít. Ngược lại, càng về sau thì tài nguyên cũng không tăng thêm được bao nhiêu, mà độ khó của tu luyện lại tăng thêm nhiều lần. Diệp mặt khẽ gật đầu hỏi. Tôi còn nghe nói có một cách nói, nói hỗn độn tinh vực có 36 tầng, hai cách nói này rốt cục cái nào là chính xác, chân băng du lắc đầu nói. Tôi cũng không biết hai cách nói này cái nào đúng, sư phụ tôi từng nói với tôi, ở trung thiên vực và thượng thiên vực đều có lối vào hỗn độn tinh vực, hơn nữa cũng không chỉ có một lối. Ở trung thiên vực sau khi tiến vào hỗn độn tinh vực rồi, cũng có 9 tầng, mà ở thượng thiên vực sau khi tiến vào hỗn độn tinh vực rồi, cũng có 9 tầng. Cho nên có người cộng thêm 3 lần 9 tầng này vào, thành 36 tầng. Vậy thực ra thì sao? Thực ra cũng không có ai biết ba thiên vực thượng trung hạ này tiến vào có phải là cùng một tầng hay không, nếu như là cùng một tầng vậy thì vẫn là 9 tầng. Nếu như không cùng một tầng, thì hỗn độn tinh vực quả thực có 36 tầng. Cho dù tiên đế cũng khó biết rõ tầng thứ nhất từ hạ thiên vực tiến vào hỗn độn tinh vực, có phải là tầng thứ nhất của trung thiên vực hay không? Vì hỗn độn tinh vực quá rộng lớn, cho dù là một tầng, trước giờ cũng chưa có ai đi đến cùng. Thần thức của Diệp mặt lại chú ý đến phong đề tối nhĩ và một người khác đang đánh nhau, gã là một tiên nhân luyện thể, người còn lại dường như có thể phóng ra pháp bảo khi đánh nhau bắn tung tóe ra xung quanh căn bản cũng không nhìn thấy bóng người đâu còn hai tên tu sĩ còn lại cũng đang đối đầu nhau dường như lúc nào cũng có thể đánh nhau vậy lúc này diệp mặc hiểu ra những gì hắn đoán chắc hẳn không nhầm bốn người này quả thực vì kiềm chế hoặc là nói vì nguyên nhân nào khác tạm thời chưa có cách nào đào hỗn độn thanh địch kia đi được sau khi hiểu ra điều này diệp mặc lại rất yên tâm những thứ này cho cô Diệp mặt lấy ra 10 gốc lục dực tử linh đưa cho chân băng du, đây là đáp ứng cho cô, để lại trên người cũng khó chịu, cảm ơn, chân băng du nhận lấy lục dực tử linh rồi hỏi. Nếu như sau khi rời khỏi cực tinh trạch, tôi vẫn muốn thí luyện cùng đội với anh, anh xem có được hay không, cô cũng hiểu đôi chút về con người Diệp mặt này rồi, biết Diệp mặt mặc dù rất coi trọng tài nguyên tu luyện, cho dù không phải là của hắn, hắn cũng có khả năng nhúng tay vào. Nhưng người này lại rất giữ chữ tính hơn nữa cũng không lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, có lẽ niệm mân cũng vì nguyên nhân này mới nhắm trúng hắn. Sau khi rời đi hợp tổ đội cùng dịp mặt, chuyện này cô cũng nghĩ rất lâu rồi, hợp đội cùng dịp mặt không phải lo lắng bị dao đâm sau lưng, đây là cảm giác của cô. Cho dù chia một, chính, hắn cũng nói rõ trước khi hành sự. Thứ hai là hợp đội cùng dịp mặt còn an toàn hơn nhiều so với hợp đội cùng huyền tiên đỉnh phong, hơn nữa dịp mặt lại sắp niết bàn, cô cũng sắp thăng cấp thần cảnh, trong vấn đề luyện thể, hai người theo đuổi cùng một thứ. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, cô cảm thấy hợp đội cùng dịp mặt, có thể có nhiều lợi ích hơn, lục dực tử linh chính là một ví dụ điển hình. Lúc trước dịp mặt tiện tay đưa cho cô 10 gốc lục dực tử linh, cũng không có chút do dự nào, nếu như là tu sĩ đen đúa kia, nói không chừng sẽ thừa cơ giết chết cô. Còn một nguyên nhân nữa mà cô đoán là, dịp mặt có thể tìm được vị trí của hỗn độn thanh địch rồi, vốn dĩ hắn đuổi theo phong đề tối nhỉ hơn nữa khi hắn đi còn rất lo lắng dường như rất sợ phong đề tối nhĩ chạy xa không nhìn thấy được nữa mà sau khi đi được một đoạn thì hắn ngược lại lại đổi một hướng khác dừng lại trong này bố trí một trận pháp ẩn nấp vì thần thức của hắn không bị áp chế rất có khả năng thần thức của diệp mặt cũng đã quét được hỗn độn thanh địch rồi mặc dù lúc trước đã nói rõ với diệp mặt là chia đều hỗn độn thanh địch cho hai người nhưng bản thân mình bây giờ cũng chưa bỏ ra chút sức lực nào chẳng may diệp mặt bỏ cô lại cô cũng không có cách nào không được diệp mặt không chút do dự từ chối chân băng du cũng không có chút tác dụng nào với hắn hơn nữa bí mật của hắn quá nhiều bây giờ mặc dù còn chưa bị tiết lộ nhưng chân băng du rõ ràng biết hắn lấy được truyền thừa cũng không tầm thường huống chí chân băng du đến từ đại la tiên môn có một sư phụ là đại la tiên nhân diệp mặt không muốn giao thiệp với người như này ít nhất là bây giờ không muốn hơn nữa quan niệm đạo tâm của chân băng du khắc hắn một trời một vực, điều này khiến hắn không được tự nhiên. Tôi có thể dẫn anh từ tầng 1 đến tầng 4, hơn nữa trong này tôi biết rất nhiều nơi, những nơi nào là để luyện thể, nơi nào là để tu luyện thần thức, còn có tu luyện tiên nguyên nữa, còn có nơi nào có tiên linh thảo, phần lớn tôi đều biết. huống chi tôi còn biết tầng thứ tư của hỗn độn tinh vực còn có một tiên dược sơn nữa, nơi đó tuyệt đối kín đáo, Mấy chục nghìn năm trước sư phụ tôi cũng có đi qua một lần. Bây giờ bao nhiêu năm trôi qua rồi, nơi đó chắc chắn vẫn còn rất nhiều tiên linh thảo. Chân Băng Du biết tâm tư của Diệp Mặc, cô cũng có một dự cảm, thí luyện cùng với Diệp Mặc, cô tuyệt đối sẽ không thiệt thòi gì. "Là cấp mấy?" Diệp Mặc lập tức hỏi, cái mà hắn thiếu nhất bây giờ chính là tiên linh thảo cấp 5 và cấp 6. Nếu như có loại tiên linh thảo đẳng cấp này, hắn tuyệt đối sẽ thăng cấp lên đại sư tiên đan cấp 6. Chân băng du lập tức nói. Tiên linh thảo từ cấp 1 đến cấp 6 đều có, hơn nữa tiên linh thảo từ cấp 4 đến cấp 6 thì lại càng nhiều. Nhưng, cái này tôi muốn nói trước, tiên dược thảo đó người bình thường căn bản cũng không tìm được, sư phụ tôi nói cho tôi, cũng là bảo tôi đến hái một số tiên linh thảo quay về, tôi chỉ có thể thu một phần nhỏ, vậy thì là bao nhiêu, dịp mặt căn bản cũng không biết tiên dược thảo đó rốt cục rộng bao nhiêu, lại càng không biết một phần nhỏ tiên linh thảo là bao nhiêu chân băng du nghẹn lời nói cái này tôi cũng không biết tôi nghĩ ít nhất cũng phải mấy trăm gốc cô quả thực không biết nếu như không phải muốn tu luyện cùng diệp mặt cô tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện tiên dược sơn huống chi cô còn đoán diệp mặt biết được vị trí của hỗn độn thanh địch rồi nếu là hợp tác thì cũng không thể nào cứ lợi dụng diệp mặt bản thân cô cũng cần phải có chút lý do để người ta có thể hợp tác cùng cô Diệp mặt trầm ngâm một lát rồi nói. Để tôi suy nghĩ đã, nói xong hắn đứng lên nói với chân băng du. Cô cứ ở đây đợi tôi, tôi phải rời khỏi nơi này một thời gian ngắn, trận pháp này tương đương với tiên trận cấp 2, chỉ cần cô không ra ngoài, thì cũng không có nguy hiểm gì cả. Lúc này chân băng du đã chắc chắn dịp mặt tìm được chỗ của hỗn độn thanh địch rồi, lập tức gật đầu nói. Được, tôi chắc chắn sẽ ở trong này đợi anh. Dịp mặt mặc dù tin tưởng vào công pháp ẩn nấp của mình, nhưng đối diện với loại đại tiên như phong đề tối nhĩ hắn cũng không dám quá qua loa đại khái cho dù tu vi của bốn người này đều bị áp chế rồi nhưng sự khác biệt giữa đại tiên và thiên tiên cũng không như giữa kim tiên và huyền tiên cái đó căn bản thuộc về khác biệt về bản chất nửa tuần hương sau diệp mặt đã ẩn nấp đến gần bốn người kia hắn chọn lúc này đến là vì bây giờ bốn người này còn đang đánh nhau lúc này đến là lúc an toàn nhất chung biệt ưng chúng ta cứ đánh nhau như này cũng không phải là cách hỗn độn thanh địch kia cũng không phải một người có thể lấy xuống được cho dù hai người anh và phong đề tối nhĩ có thắng thì đã sao huống chi hai người các anh cũng không giết được tôi và đàm thông ý của tôi là để mọi người thương lượng một chút sau đó xem xem phân chia thế nào một người đàn ông béo mập cuối cùng cũng không chịu được lên tiếng nói người đánh nhau với tên mập này là một người đàn ông mặc áo xám có khí tức mạnh mẽ gã sau khi nghe thấy tên béo nói vậy lập tức nói với phong đề tối nhĩ tối nhĩ tên béo hàng vị thần này nói cũng không phải không có đạo lý chúng ta cứ thương lượng một chút đi xem xem có thể hợp tác tốt hơn được không hợp tác cái chết tiệt con lợn béo này muốn anh em chúng ta xung phong khi phân chia lại muốn chia cho anh em chúng ta ít hơn đúng là nằm mơ phong đề tối nhĩ không chút do dự từ chối sau khi cự tuyệt ra tay lại càng ác liệt hơn Diệp mặt đứng một bên cũng đã nhìn rõ Phong đề tối nhĩ và chung biệt ưng có khí tức mạnh mẽ kia là một đội, tên béo tên hàng vị thần và một tên đàm thông khác không nói gì là một đội, hơn nữa phong đề tối nhĩ và chung biệt ưng đều là tu sĩ luyện thể, xem ra đều đạt tới cấp tiên niết thể rồi. Còn hàng vị thần và đàm thông lại không phải là tu sĩ luyện thể, hai người này dường như thông qua một bí pháp nào đó trong này cũng có thể thi triển ra một phần thần thông được, nhưng dịp mặt có thể đoán ra một chút, chính là bốn người này đều là tu vi đại tiên, hừ. Phong Đề, anh còn chưa thương lượng sao đã biết không thể? Hơn nữa, cái này cho dù là bọn anh thắng, dựa vào tu sĩ luyện thể như hai anh có thể leo lên đến đỉnh núi kia sao? Hai người dám đi dưới đáy hồ sao? Đàm Thông một mực chưa nói gì hừ lạnh một tiếng nói, sắc mặt gã rất trắng, cho dù trong cực tinh trạch mông lung này cũng nhìn rất rõ, chúng tôi không thể leo lên, chẳng lẽ hai người lại có thể leo lên được sao? Phong Đề tối nhĩ không chút do dự phản bác lại, dịp mặt lúc này mới biết hóa ta đỉnh núi này muốn leo lên cũng không phải đơn giản. Lúc này bốn người đang lúc đánh hăng, Diệp Mặc lén lúc tiếp cận bên hồ cạnh đỉnh núi kia. Diệp Mặc lo lắng cũng là dư thừa, đừng nói bây giờ bốn người đang lúc đánh hăng, cho dù không đánh nhau nữa, thì với tu vi của bốn người bị áp chế lại, cũng không thể phát hiện ra hắn được. Diệp Mặc không dám phóng ra pháp bảo phi hành, cho dù tu vi ẩn nấp của hắn có cao đi nữa, một khi pháp bảo phi hành mang theo nửa phần dao động không khí, thì cũng có thể bị bốn người kia phát hiện ra hồ nước bên ngoài ngọn núi kia thoạt nhìn lạnh giá cũng không có chút nhiệt độ nào nhưng khi diệp mặt khẽ đạp lên hồ nước một nhiệt độ cực kỳ kinh khủng truyền đến chỉ trong nháy mắt đã thiêu hủy hoàn toàn đôi giày của diệp mặt cái này so với hư không viêm kia không biết còn cao hơn bao nhiêu lần diệp mặt lặng lẽ chịu thiệt nếu như hắn không phải tu vi luyện thể thần cảnh lúc này hắn không cẩn thận mặc dù không có nguy hiểm đến tính mạng nói không chừng cũng bị trọng thương rồi hắn nhớ đến đầm nước lạnh lẽo lúc trước bỗng nhiên rùng mình một cái cái đầm nước đó cũng giống như hồ nước này nhìn như không có bất kỳ chuyện gì nhưng sau khi đi vào thì lạnh thấu xương kết quả hắn phát hiện ra một bộ hài cốt trong lòng đầm nước đó hơn nữa bên ngoài đầm nước đó còn có bốn gốc lục dực tử linh bên này và bên đó không giống nhau chỉ có điều trong này nước vô cùng nóng hơn nữa trong này cũng có một gốc tiên linh thảo hỗn độn thanh địch thậm chí còn quý hơn lục dực tử linh hàng vạn lần, hai điều này liệu có mối liên quan gì đến nhau không? Hắn nghĩ đến mình khi gần đến lúc trốn đi, bộ hài cốt kia cũng đã truyền tin đến, gã báo cho mình biết nơi có hỗn độn thanh địch, chẳng lẽ nơi mà bộ hài cốt đó nói chính là nơi này? Bộ hài cốt đó không phải không muốn đoạt xá mình, mà là muốn mình giúp gã lấy hỗn độn thanh địch về, để gã làm lại cơ thể. Nghĩ tới đây dịp mặt sẵn hết da gà, hắn bỗng nhiên muốn bay vút lên trời, trong hồ có sức nóng vô cùng này khiến hắn bây giờ có cảm giác như trong miệng của quái thú vậy dường như hắn chỉ cần không cẩn thận chút thôi là bị nuốt chửng mặc dù rất muốn bay lên diệp mặt cuối cùng cũng không chịu được loại xúc động này tốc độ của hắn nhanh hơn một chút nếu như lúc này bay lên thì đồng nghĩa với việc báo cho bốn tên kia biết nơi này có người bên ngoài đến cũng may tâm trạng lo lắng của diệp mặt cũng chưa phát sinh hắn không bị nước hồ này cuốn xuống nếu không hắn vừa nghĩ đến bộ hài cốt kia, liền vô cùng sợ hãi. Nếu như không phải nơi này có một gốc hỗn độn thanh địch, cho dù là tiên linh thảo cấp chính, hắn cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Diệp mặt đã leo lên trên đỉnh núi, còn đối diện với bốn người đang đánh nhau điên cuồng. Xem ra bốn người này thế lực ngang nhau, ai cũng không thể nào làm gì được đối phương. Sau khi lên đến đỉnh núi, Diệp mặt đang định tăng tốc sông lên đỉnh, liền cảm thấy từng đường đao không nhìn thấy cắt qua hơn nữa càng lên trên, thì những đường đao chi chít này lại càng lợi hại. Chẳng những như vậy, mà còn càng lúc càng đi lên cao, áp lực cảm nhận được càng lúc càng mạnh, áp lực đó dường như muốn đẩy hắn xuống dưới hồ nước, dịp mặt trong lòng thầm than khổ, hắn cũng không thể phóng ra đại đỉnh tám cực để cản lại được, cũng không thể nào phóng ra tử đao, chỉ có thể mặc cho những đường đao này cắt vào thân thể hắn. Cho dù hắn là thần cảnh viên mãn, nhưng khi hắn lên đến một nửa rồi, trên người cũng chi chích vết thương, lúc này Diệp Mặt rốt cục cũng biết được thế nào là núi đau, núi đau này so với tỉnh nhất môn mà ngày trước hắn đến, quả thực đúng là như trời với đất, cho dù như vậy, Diệp Mặt cũng không dám lộ thân hình ra, mà lại cắn răng nhẫn nhịn sự cướp cắt của núi đau này, cẩn thận trèo lên trên. Nửa tuần hương sau, Diệp Mặt mệt mỏi chằng chịt vết máu trên người đến trước mặt hỗn độn thanh địch, lại phát hiện ra bốn người bên dưới hình như cũng đã dừng đánh nhau rồi diệp mặt cẩn thận nuốt mấy viên đang dược vào cũng chưa đào hỗn độn thanh địch lên mà lại mai phục một bên chờ đợi bốn người này hình như đã bắt đầu thương lượng diệp mặt trong lòng hy vọng bốn người này không thể thống nhất được ý kiến cho dù bây giờ hắn ngồi bên cạnh hỗn độn thanh địch hắn cũng không thể nào thu hỗn độn thanh địch đi được trừ phi hắn không muốn sống nữa cũng may nửa tuần hương sau bốn người này lại bắt đầu đánh nhau diệp mặt thầm thở phào dường như khi bọn họ thương lượng với nhau lại phát sinh ra một ý kiến gì đó không thống nhất được nói không chừng chính là hồ nhỏ phía dưới hoặc là vừa nãy có người tiến vào hồ đó đã bị chết rồi diệp mặt nhanh chóng thu hồi hỗn độn thanh địch lại lại lần nữa bị núi đao này hoành hành lúc này từ trên đỉnh núi xuống lại phải đi qua cái hồ kia lần nữa nói thật diệp mặt cũng không sợ gì kiểu tàn sát của núi đao này trên thân thế hắn cái mà hắn sợ chính là hồ nước nóng kinh khủng phía dưới Hắn luôn cảm thấy hồ nước với sức nóng kinh khủng này có mối liên quan gì đó với đầm lạnh buốt mà lúc trước hắn tiến vào, vừa nghĩ đến bộ hài cốt đó, hắn liền không có cách nào bình tĩnh lại được. Diệp mặt với tốc độ nhanh hơn sau khi xông đến bên hồ, cẩn thận ẩn náu vài nghìn mét, sau đó nhanh chóng phóng ra thanh nguyệt, đường độn quang của thanh nguyệt lóe lên, trong nháy mắt biến mất, không ổn rồi, không thấy hỗn độn thanh địch đâu rồi. Đàm thông sắc mặt trắng bệt ngược lại lại là người đầu tiên phát hiện ra hỗn độn thanh địch không còn nữa lúc trước khi bốn người dừng đánh, hỗn độn thanh địch vẫn còn, chỉ mới trong tích tắc, không ngờ lại không thấy đâu nữa, rõ ràng là bị người ta lấy cấp rồi, hỗn độn thanh địch không thấy đâu nữa, bây giờ bốn người căn bản cũng không còn tâm trạng tiếp tục đánh nhau nữa, có chuyện gì xảy ra vậy, phong đề tối nhĩ cao mày hỏi, hỗn độn thanh địch đối với gã mà nói vô cùng quan trọng. Gã là một tu sĩ luyện thể, tác dụng của hỗn độn thanh địch đối với tu sĩ luyện thể không chỉ có niết bàn, niết bàn chỉ là một tác dụng nhỏ của hỗn độn thanh địch hỗn độn thanh địch còn có thể khiến gã thăng cấp lên tiên thần thể nếu không gã sẽ không sau khi nghe thấy tin tức này đã lập tức chạy đến đây như vậy bây giờ hỗn độn thanh địch không còn nữa gã lại là người lo lắng nhất cũng là người tức giận nhất người có thể trộn đi hỗn độn thanh địch tuyệt đối phải là hai người một người không thể nào lấy hỗn độn thanh địch được trừ phi thần thức và tiên nguyên của người đó vẫn còn hơn nữa còn là tu sĩ luyện thể từ khi hỗn độn thanh địch bị mất đến bây giờ, nhiều nhất cũng chưa đến một tuần hương, hai người này chắc chắn cũng chưa chạy được bao xa. Tiên nhân béo mập lúc trước trầm giọng nói, lục soát mau, phong đề tối nhĩ lạnh lùng quát, đây là lần đầu tiên gã cảm thấy bực tức như này, trước giờ chưa có lần nào lại khiến gã bạo khiêu như vậy, gã nhìn thấy hỗn độn thanh địch, không ngờ có người lại lấy đi trước mặt gã. Nếu như để gã biết được người đó là ai, gã sẽ từng miếng từng miếng nuốt chửng người đó, nếu như gã biết được, dịp mặt chính là theo gã đến nói không chừng gã sẽ tức học máu cho dù tên mập kia có thông minh đi nữa cũng không ngờ dịp mặt lại có thể phóng thanh nguyệt trong cực tinh trạch lúc này thanh nguyệt của hắn sớm đã bay xa ngoài mấy chục nghìn dặm rồi chân băng du đang ẩn nấp trong trận pháp nhưng cũng không có tâm trạng tu luyện cô đang nghĩ truyền thừa của dịp mặt rốt cục là từ đâu ra dịp mặt trở thành bạn đời song tu cùng tầng niệm mân cô cũng không kỳ quái lắm bạn đời song tu nếu như tâm ý tương thông quả thực có thể nâng cao tu vi của mình chỉ có điều cách như này rất khó chứng đạo được cái mà cô kỳ quái chính là diệp mặt nếu như lấy được truyền thừa tốt như vậy rồi lại có bạn đời nữa thì sẽ không nên trầm mê nhục dục loại chuyện không chút ý nghĩa nào mới đúng ngoại trừ có ít ỏi vài công pháp còn có một số ma tu ra tiên nhân thực sự rất ít người lại trầm mê nhục dục như vậy cô chắc rằng công pháp của diệp mặt không phải là số ít công pháp hợp hoang kia nhưng hôm đó cô lại tận mắt chứng kiến phong mạch thuần từ trong phòng của diệp mặt đi ra quần áo phong mạch thuần xộc xệch sắc mặt lại có chút kích động đoán chừng chính là biểu hiện sau khi làm chuyện đó mà sau chuyện đó diệp mặt lại vô tình với phong mạch thuần thậm chí đến chào hỏi cũng không có đã đi rồi cô liền hiểu ra diệp mặt đối với phong mạch thuần căn bản cũng không phải là thật lòng nếu như diệp mặt không thật lòng với phong mạch thuần thì phong mạch thuần tại sao lại không thèm để ý gì mà vẫn muốn tiễn hắn đi hành động của phong mạch thuần lúc đó cô cũng nhìn rất rõ ràng chỉ là bị sư phụ của cô khuyên nhủ nên thôi hơn nữa phong mạch thuần thoạt nhìn cũng vô tư thoải mái nhưng chân băng du lại biết sư muội này mặc dù tâm do không giống cô nhưng cũng tương đối nghiêm chỉnh bị người khác chơi bời một lần còn có thể nhớ thương không phải tính cách của cô ấy khả năng duy nhất chính là diệp mặt và phong mạch thuần lúc đó có giao dịch phong mạch thuần dùng tấm thân của mình đổi một thứ gì đó với diệp mặt ngay khi chân băng du còn đang suy nghĩ xem phong mạch thuần và diệp mặt thời gian trước có giao dịch gì mờ ám hay không thì diệp mặt đã lập tức vọt cả tấm thân đầy máu tới diệp mặt không đợi cho chân băng du nói gì thì hắn đã cấp tốc thu hồi lại trận kỳ đồng thời nói mau lên phát bảo phi hành chúng ta lập tức đi không cần diệp mặt nói thì chân băng du đã biết có chuyện không hay rồi nên cô cũng không chút do dự nào mà leo lên cô vân trùy thanh nguyệt của diệp mặt Lúc này thì Diệp Mặt đã thu hồi lại hết trận kỳ của mình, khống chế ô vân trùy, thanh nguyệt biến thành một đạo ánh sáng biến mất trong hư không. Chuyện gì xảy ra, cậu đánh nhau cùng tên phong đề tối nhĩ kia sao? Chân băng du hỏi, vẫn chưa đánh với y, bất quá nếu như chúng ta không đi nhanh một chút, tới khi chúng đuổi tới thì chúng ta thật sự là phải đánh rồi. Cô hiện tại tới khống chế ô vân trùy, thanh nguyệt là được rồi, chúng ta sẽ lập tức đi tới tầng 2 của hỗn độn tinh vực, Diệp Mặt nói nhanh lúc tiến vào thì đã phải tìm mất mấy ngày nhưng khi đi ra ngoài thì diệp mặt đã tăng tốc độ của cô vân trùy thanh nguyệt lên đến tối đa cho nên chỉ mất thời gian hai nén hương đã có thể ra khỏi cực tinh trạch rồi lúc này bên ngoài cực tinh trạch đã không còn tu sĩ nào cả vì họ hoặc là đã rời đi hoặc là đã tiến vào trong tìm kiếm hỗn độn tinh vực rồi được chân băng du là một cô gái thông minh cô biết rằng nếu diệp mặt đã để cho cô khống chế pháp bảo phi hành thì cũng có nghĩa là Diệp Mặt đã đồng ý tổ đội hợp tác cùng cô rồi Cho nên cô cũng không hề đưa ra bất kỳ nghi vấn nào mà trực tiếp tiếp nhận việc khống chế Ô Vân Trùy, Thanh Nguyệt Cô sợ nếu như mình đưa ra câu hỏi với Diệp Mặt Thì có thể sẽ khiến Diệp Mặt đột nhiên thay đổi chủ ý mất Khả năng này không phải là không thể xảy ra Nửa tháng sau, Ô Vân Trùy, Thanh Nguyệt vẫn đang phi hành Vô ảnh kiêu thì Diệp Mặt cũng đã giết chết vài con rồi nhưng tầng hai hỗn độn tinh vực mà chân băng du nói tới vẫn còn chưa thấy đâu dịp mặt rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà hỏi một câu khoảng cách tới tầng hai có còn xa lắm không chắc là còn khoảng hai tháng nữa sẽ tới chân băng du trả lời dịp mặt còn tưởng là với tốc độ của cô vân trùy thanh nguyệt thì muốn đi tới tầng thứ hai cũng chỉ mất vài ngày mà thôi nhưng không ngờ sau khi phi hành được nửa tháng rồi mà vẫn còn phải chờ thêm hai tháng nữa dịp mặt chán nản nhìn chân băng du rồi nói cô vì sao lại không nói sớm vết thương do đao quang gây ra ở trên người hắn tuy là đã ổn rồi nhưng quần áo thì vẫn còn chưa thay đổi hơn nữa lục dực tử linh mà hắn thu thập được thì hắn cũng cần phải tiến vào thế giới trang vàng để chỉnh lý lại một chút đương nhiên trọng yếu nhất chính là hắn cảm giác thấy tốc độ của cô vân Trùy, thanh nguyệt quá chậm cho nên hắn muốn dùng lông vũ của vô ảnh kiêu để thăng cấp cho nó một lần nữa Vốn là hắn còn định sau khi tới tầng 2 của hỗn độn tinh vực thì mới làm những việc này đấy, nhưng nếu hiện tại khoảng cách tới tầng 2 còn xa như vậy, thì hắn chỉ có thể đem những chuyện này làm trước rồi mới tính tiếp, nếu đã hợp tác, thì tôi đương nhiên là phải nghe lời cậu rồi. Cậu không hề hỏi tôi, nên tôi nghĩ rằng cậu muốn để cho tôi dẫn đường, chân băng du thản nhiên nói, dịp mặt sửng sốt một chút. Hắn cũng không hề có ý hợp tác với cô mà. Hắn chỉ nói là để cho cô khống chế Ô Vân Trùy, Thanh Nguyệt một chút, còn ý tứ của hắn là sau khi tới tầng 2 thì sẽ cấp cho cô một phần của hỗn độn thanh địch, cuối cùng là hai người sẽ ai đi đường nấy. Đối với cái tiên dược sơn kia thì hắn xác thực là muốn đi, nhưng hắn cũng đã cẩn thận suy nghĩ lại rồi. Cho dù là không đi tới tiên dược sơn, thì với bản lãnh của hắn cũng có thể dễ dàng tìm kiếm được các loại tiên linh thảo cấp 5 ở trong hỗn độn tinh vực này. Hiện tại thì trên người của hắn đã có gần trăm gốc lục dực tử linh rồi, cho nên cái mục tiêu này cũng không thực sự quan trọng nữa. Thẳng đến hiện giờ, khi chân băng du nói như vậy, thì hắn mới hiểu được ý định của cô. Bản thân lúc trước không hề nói gì, thì cô liền cố ý biến thành mình đã mặc nhiên chấp nhận rồi, dịp mặt nghĩ lại. Hợp tác thì cũng không có vấn đề gì, mà ngoài chuyện thu thập tiên linh thảo ra, thì chuyện trọng yếu nhất chính là tu luyện. Lúc tu luyện thì hắn biết là chân băng du không thể nhìn ra được gì vì bản thân đã bố trí trận pháp rồi. Hơn nữa hiện tại chân băng du đã biết được một ít bí mật của hắn, cho nên nếu để cô một mình rời đi thì hắn thực sự chưa yên tâm. Húng chi là còn có một cái tiên dược sơn làm đồ bồi thường nữa, trước tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi đã. Chờ khi ổn định rồi, thì chúng ta sẽ lại tiếp tục tiến tới tầng hai hỗn độn tinh vực, dịp mặt gật đầu, tuy rằng khi nói chuyện, thì chân băng du vẫn luôn giữ khuôn mặt bình thản lạnh lùng, nhưng thực tế thì trong lòng cô cũng vô cùng khẩn trương. Cô chỉ sợ là dịp mặt sẽ lại cự tuyệt cô thôi. Một khi hắn cự tuyệt cô, thì cô thật không tiện đề cập tới nữa, kỳ thực nếu như dùng pháp bảo phi hành của cô, thì căn bản là không hề cần tới thời gian 2 tháng. Nhưng cô không hề nhắc nhở dịp mặt, chính là vì muốn kéo dài thời gian, để dịp mặt không có cớ gì mà cự tuyệt cô cả. Hiện tại dịp mặt nói như vậy, thì hiển nhiên là đã đồng ý rồi cho nên cô lập tức đồng ý khống chế cô vân trùy thanh nguyệt đổi sang một phương hướng khác thời gian hai nén hương nữa trôi qua chân băng du đã tìm được một sơn cốc cực kỳ bí mật sau khi cho cô vân trùy thanh nguyệt tiến vào trong sơn cốc thì lại tiếp tục nhanh chóng tiến sâu vào bên trong ở đây không tệ tôi sẽ mở một cái động phủ ở chỗ này diệp mặt chỉ vào phía sâu bên trong sơn cốc rồi nói chân băng du và diệp mặt đều là tiên nhân có thần thức và tiên nguyên lực thâm hậu cho nên việc mở một cái động phủ đối với hai người là chuyện cực kỳ đơn giản. Chỉ mất thời gian một nén hương, thì một cái động phủ đơn giản đã được hoàn thành, trong động có hai thạch thất khá rộng rãi. Sau khi Diệp Mặt bố trí một cái trập pháp phòng ngự, thì đầu tiên là lấy ra hỗn độn thanh địch, hỗn độn thanh địch. Cậu thực sự đã chiếm được, giọng điệu của chân băng du có chút run rẩy. Loại tiên linh vật cực kỳ quý hiếm này, thì nếu như không được tận mắt nhìn thấy, cô không thể nào tin là Diệp Mặc thực sự đã lấy được nó. Dù cho cô được dự đoán trước được là lúc đó Diệp Mặc đi chiếm lấy hỗn độn thanh địch rồi, nhưng tới hiện tại, khi mà hỗn độn thanh địch hiện ra trước mắt cô, thì cô vẫn vô cùng chấn động. Một gốc hỗn độn thanh địch duy nhất như thế này, mà phải chia cho chân băng du một nửa, thì xác thực là Diệp Mặc không muốn, nhưng hắn cũng không nói gì. Hiện tại chúng ta sẽ phân chia gốc hỗn độn thanh địch này, Diệp Mặc rất thẳng thắn nếu lúc trước đã đồng ý rồi, thì cũng không cần thiết phải do dự, chân băng du lắc đầu. Tôi chỉ cần một nhánh nhỏ là được rồi. Chiếm được hỗn độn thanh địch thì tôi chẳng hề bỏ ra chút sức lực nào, chỉ là đem tin tức cung cấp cho cậu mà thôi. Nếu như không phải là vì thứ này quá quan trọng với tôi, thì tôi ngay cả một nhánh cây nhỏ cũng không dám nhận, dịp mặt cũng có chút khó hiểu nhìn chân băng du. Cô gái này từ khi nào mà biết tự giác vậy? cô đã chủ động cần một nhánh nhỏ thôi thì hắn đương nhiên là sẽ không khách khí vì đây cũng chẳng phải là thứ được bán đầy ngoài đường không đợi dịp mặt nói thì chân băng du đã nói tiếp cậu hiện tại không cần lo cho tôi hỗn động thanh địch khác với những thứ khác thứ này chính là thứ tốt nhất dùng cho việc niết bàn vậy nên chờ tới khi tôi niết bàn thì cậu bẻ thêm cho tôi một cành nhỏ là được rồi dịp mặt nghe thấy vậy thì trong lòng cũng khẽ động chân băng du có thể dùng một cành nhỏ để niết bàn, vậy thì chính mình có phải là cũng chỉ cần một cành nhỏ để niết bàn thôi hay không? Nếu thực sự như vậy, thì hỗn độn thanh địch còn có thể tiếp tục giữ lại ở trong thế giới trang vàng. Xem ra tôi cũng chỉ cần dùng một cành nhỏ để niết bàn thôi, sau đó còn có thể tiếp tục nuôi trồng hỗn độn thanh địch. Diệp mặt gật đầu, băng du lắc đầu. Dùng một cành nhỏ để niết bàn thì đương nhiên là có thể, nhưng nếu như cậu muốn tiến xa hơn trong lĩnh vực luyện thể, thì tôi đề nghị cậu nên dùng hết cả cây, hỗn độn thanh địch, nói xong chân băng du thở dài. Nếu như không phải là cô cũng cần phải niết bàn luyện thể, thì cô thực sự là không muốn một cành nhỏ trên gốc hỗn độn thanh địch của dịp mặt. Hỗn độn thanh địch chính là tài liệu tốt nhất khi niết bàn, nhưng nếu là một gốc hỗn độn thanh địch hoàn chỉnh so với một gốc hỗn độn thanh địch đã thiếu mất một cành nhỏ, thì vẫn có chút khác biệt. Mặc dù sự khác biệt này nhìn thì không đoán ra được, nhưng chỉ khi đến cuối cùng, nó mới được thể hiện rõ ra. Lúc đó, ngoại trừ mình ra, thì không có người nào có thể giúp hắn được, nhưng chân băng du cũng biết, cho dù là mình không lấy một cành nhỏ trên gốc hỗn độn thanh địch kia, thì diệp mặt cũng không thể nào tiến tới bước cuối cùng được. Nếu như tu luyện luyện thể có thể dễ dàng đạt tới thánh thể như vậy, thì từ trước tới nay tiên giới này đã không phải chỉ có duy nhất một người rồi. Không chỉ nói tới thánh thể, mà ngay cả thần thể cũng không có được mấy người thành tựu ở trên tiên giới này thậm chí cái số ít đó còn không thể nào tu luyện được tới thần thể hậu kỳ đỉnh đạo tâm của chân băng du kiên định cho nên cô đã không hề bỏ ra chút sức lực nào thì sẽ không tham gốc hỗn độn thanh địch này chỉ xin một cành nhỏ thôi trong lòng đã có chút bất an rồi nếu như cô lại muốn tới tận một nữa thì cô rất khó tự thuyết phục được chính mình tuy rằng cô biết nếu chỉ sử dụng một cành nhỏ hỗn độn thanh địch thì khi niết bàn sẽ rất nguy hiểm nhưng cô cũng không còn cách nào vậy được dịp mặt gật đầu sau đó tiến vào trong gian thạch thất của mình hắn không nghĩ rằng chân băng du nói sai mặc dù mình tu luyện luyện thể so với chân băng du thì lâu hơn nhưng so về trí thức cùng kinh nghiệm thì cô tuyệt đối là phong phú hơn nhiều sau khi đi vào trong thạch thất của mình thì dịp mặt sợ chân băng du lại lần nữa xông tới cho nên không chỉ bố trí trận pháp ẩn nấp và trận pháp che đậy còn bố trí thêm cả trập pháp phòng ngự nữa sau khi bố trí xong tất cả thì diệp mặt mới tiến nhập vào trong thế giới trang vàng sau đó tắm rửa thay y phục sạch sẽ lại một lần cuối cùng mới mang đống lục dược tử linh tới dược viên để trồng cả hỗn độn thanh địch cũng được hắn đưa vào trong thế giới trang vàng thế giới trang vàng hiện tại càng lúc càng có nhiều thứ tốt diệp mặt cũng rất thỏa mãn tự mình say sưa ngắm nhìn một hồi lâu sau đó mới lấy ra cô vân trùy, thanh nguyệt và 10 chiếc lông vũ của vô ảnh kiêu. Dọc theo đường đi hắn đã giết hết 18 con vô ảnh kiêu, mà lông vũ của vô ảnh kiêu hắn cũng thu được đủ 18 đôi. Sở dĩ hắn nở dùng tới tận 10 cặp lông vũ, là vì hắn đã nghe chân băng du nói rằng vô ảnh kiêu ở tầng 2 có đẳng cấp cao hơn tầng 1 nhiều, hơn nữa tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Cho nên hắn đã quyết định là sau khi lên tầng 2 thì sẽ tiếp tục săn bắt vô ảnh kiêu. Nửa tháng sau, thì Diệp Mặc dùng hết cả đống tài liệu luyện khí, thành công cải tạo vô vân trùy, thanh nguyệt, thành tiên khí phi hành tam phẩm sơ cấp. Mười cặp lông vũ của vô ảnh kiêu vốn đủ để luyện chế một chiếc tiên khí phi hành trung phẩm sơ cấp rồi, nhưng đáng tiếc là trình độ luyện khí hiện giờ của hắn quá thấp, đạt được tiên khí sư tam phẩm đã là cực hạn rồi. Diệp Mặc lại dùng thêm nửa tháng nữa để sử dụng giác hồn tảo rèn luyện thần trí cho mình một chút, sau đó mới thu hồi lại trận pháp rời khỏi thạch thất. Cô không tu luyện sao? Dịp mặt thấy chân băng du ngồi bên ngoài thạch thất thì nghi hoặc hỏi một câu. Nếu hắn không hề tu luyện mà cứ ngồi như vậy một tháng, thì thật sự là khó mà chấp nhận được. Không, nếu như có thể đi tiếp rồi, thì chúng ta cần lên tầng 2 tìm một chỗ để tu luyện luyện thể. Cậu hiện tại có hỗn động thanh địch rồi, đã có thể tìm nơi để niết bàn rồi. Mà tôi thì cũng cần phải tu luyện đế thăng cấp thần cảnh. Chân băng du vẫn giữ khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng cùng với giọng điệu băng lãnh, cũng tốt dịp mặt gật đầu sau khi thăng cấp tới kim tiên thì việc tiếp tục thăng tiến tu vi đối với hắn quá mức khó khăn rồi động một chút là tốn tới mấy ngàn hoặc là vài vạn năm nếu như không phải là hắn có trận bàn thời gian thì có lẽ tới tận bây giờ hắn còn chưa chuyển hóa được hết chân nguyên thành tiên nguyên cũng nên chứ không cần thiết phải nói tới tu vi kim tiên như lúc này nếu tu vi đã khó có thể tiếp tục đề thăng thì sau khi niết bàn luyện thể vẫn có thể đề cao được thực lực nếu như hiện tại hắn đã là tiên niết thể thì cho dù là một tên huyền tiên trung kỳ hắn cũng có thể liều mạng được dùng pháp bảo phi hành của cô đi như vậy sẽ nhanh hơn một chút sau khi hai người ra khỏi động phủ thì diệp mặt không lấy ô vân trùy thanh nguyệt ra nữa hiện tại nếu như đã hợp tác thì đương nhiên là nên sử dụng pháp bảo phi hành của chân băng du rồi dù sao thì pháp bảo phi hành của cô cũng tốt hơn so với hắn chân băng du không hề cự tuyệt lập tức gật đầu rồi lấy thái vân chướng ra pháp bảo phi hành và pháp bảo phòng ngự của cô là cùng một cái sao diệp mặt biết cái thái vân chướng này của chân băng du là pháp bảo phòng ngự nhưng không ngờ nó cũng là pháp bảo phi hành của cô không sai chân băng du gật đầu chiếc thái vân chướng này trước đây là sư phụ tôi sử dụng hiện tại đã truyền lại cho tôi rồi nhớ tới vị đại la tiên nữ tên dương nhiễm thì diệp mặt nhất thời không thấy thú vị chút nào hắn chợt nhớ tới vị tiên áo lam kia không biết có phải cũng giống như vậy không? Thái Vân chướng mặc dù chỉ là một cái tiên khí phi hành tứ phẩm, nhưng luôn thuộc về phạm trù tiên khí phi hành trung phẩm. Nhưng Diệp Mặc phát hiện chiếc Thái Vân chướng này so với cô Vân Trùy, Thanh Nguyệt, sau khi đã được hắn thăng cấp thì tốc độ cũng nhanh hơn không nhiều. Nửa tháng sau, thì Diệp Mặc và Chân Băng Du đã đi tới lối vào tầng 2 của hỗn độn tinh vực, khiến Diệp Mặc kinh ngạc không ngớt chính là cái lối vào tầng 2 này thậm chí còn có cả một cái phường thị nho nhỏ chí ít cũng có hơn vạn tu sĩ đi lại ở chỗ này. Có người giao dịch, sau đó mới tiến vào tầng 2, cũng có người sau khi giao dịch xong, thì lại quay đầu rời đi. Nhìn những bản niêm yết toàn giá cả trên trời cho các loại đang dược bình thường và các loại phát bảo, thì trong lòng dịp mặt liền bùng lên ngọn lửa nóng. Hắn ấy nấy nhìn chân băng du rồi nói. Băng du sư tỷ tôi muốn ở chỗ này mở quầy hàng luyện đan. Nếu như cô không chờ được, thì cô cứ lên tầng 2 trước đi tôi không vội chân băng du thản nhiên nói hiển nhiên là cô đã quyết tâm đi cùng dịp mặt rồi dê dê quyết tâm tốt lắm tốt nhất là theo luôn cả đời đi vui vẻ dịp mặt không hiểu rõ cách suy nghĩ của chân băng du lắm hắn thậm chí còn hoài nghi là cô gái này còn chưa hết tâm tư đối với công pháp của hắn nhưng chỉ cần hắn phòng bị một chút thì cũng không đến mức phải chịu thiệt thòi từ một cô gái nghĩ tới đây thì dịp mặt gật đầu đã như vậy, thì cô hãy nhanh giúp tôi một chút. Thấy Diệp Mặt và Chân Băng Du ngồi pháp bảo phi hành đi tới đây, thì rất nhiều tiên nhân đều chủ động tránh qua một bên. Có thể phi hành trên không trung ở trong hỗn độn tinh vực này, thì tuyệt đối không phải là hạng người đơn giản. Nếu đi trêu trọc người như vậy, thì chính là muốn chết. Sự lợi hại của vô ảnh kiêu, không phải là các loại trập pháp phòng ngự đơn giản trên pháp bảo phi hành có thể ngăn cản được. Vô ảnh kiêu có thể dễ dàng xuyên qua cả các loại tiên trận phòng ngự cấp 2 và cấp 3, mà đại bộ phận các loại tiên khí phi hành đều chỉ là tiên khí phi hành sơ kỳ, tiên trận phòng ngự nhiều nhất cũng chỉ có trận pháp cấp 9. Cho dù là tiên khí phi hành trung phẩm, thì bình thường cũng chỉ có loại tiên trận phòng ngự không vượt quá cấp 2, đây cũng là lý do vì sao mà các loại tiên khí phi hành tốt rất khan hiếm, vì cho dù là tiên khí sư cao cấp cũng không thể đồng thời tiến bộ cả hai bản lĩnh luyện khí và trận pháp của mình được. Có tiên khí sư rõ ràng đã đạt đến tiêu chuẩn đại sư tiên khí, nhưng khi khi luyện chế tiên khí, thì trận pháp được khắc lên cũng vẫn không đạt được cấp độ cao. Diệp mặt muốn bày quầy bán hàng, chính là muốn thu thập các loại tiên linh thảo cấp 5 hoặc là cấp 6. Truyền thừa luyện đan của hắn tuy rằng lợi hại, nhưng lại cần phải có nhiều tiên linh thảo để đem đi làm thí nghiệm. Nếu không có tiên linh thảo, thì cái truyền thừa lợi hại đó cũng chẳng có tác dụng gì. Sau khi Diệp Mặt lấy ra cái biệt thự chân khí cực phẩm của mình, thì liền viết một tấm bản ở bên ngoài. Luyện đan, có thể luyện chế các loại tiên đan tam phẩm trở xuống, chất lượng tuyệt đối là số 1, giá cả như sau, một gốc tiên linh thảo cấp 4, một lò tiên đan. Một gốc tiên linh thảo cấp 5, hai lò. Một gốc tiên linh thảo cấp 6 thì giá cả thương lượng có thể luyện chế tất cả các loại tiên đan từ tam phẩm trở xuống. Bản thân luyện đan không thu tiên tinh. Các loại tiên linh thảo tài liệu đều phải tự chuẩn bị. Cho dù là tại tiên thành, thì tiên đan sư cũng vô cùng khan hiếm thì một gốc tiên linh thảo cấp 4 có thể được luyện chế không chỉ một lò tiên đan từ tam phẩm trở xuống, tiên linh thảo cấp 5 càng có thể được luyện chế nhiều hơn thế. Loại giá cả này của Diệp Mặt hoàn toàn đã là giá cao nhất rồi, thế nhưng cho dù vậy thì vẫn hấp dẫn ánh mắt của đông đảo các tu sĩ. Ở trong hỗn độn tinh vực rộng lớn vô cùng này, thì tiên linh thảo cấp 4 thậm chí là cấp 5 cấp 6 đều là thứ có thể tìm được không quá mức khó khăn. Nếu như có vận khí tốt, thì thậm chí còn có thể tìm được cả một lượng lớn. Nhưng đang dược thì lại không thể nào tự nhiên mà có được, đại bộ phận tiên nhân thí luyện ở tầng một hỗn độn tinh vực thì đều là tu vi dưới đại tiên. Cho nên đan dược quan trọng nhất đối với họ chính là các đan dược dưới tam phẩm. Nói cách khác, nếu để cho các loại tiên linh thảo cấp 4 trở nên nằm mốt ở trong những trữ vật, thì không bằng lấy ra để nhờ người luyện đan. Hơn nữa cái phường thị đơn giản này cũng chỉ là do một số tiên nhân lúc tới đây mới lập nên. Các chủ quán ở đây cũng chỉ mở hàng chốc lát rồi lại rời đi, vì họ cũng đều là những người đi thí luyện cả. Ở đây rất khó có thể gặp được một tiên đan sư tam phẩm, mà thực tế trước khi diệp mặt tới thì không có lấy một người cho dù là thỉnh thoảng có thể gặp được một tiên đan sư lợi hại thì cũng chỉ có thể luyện chế tiên đan nhị phẩm mà thôi anh thực sự có thể luyện chế tiên đan tam phẩm một tên tu sĩ huyền tiên sơ kỳ đi tới nhìn chân băng du bên cạnh một chút sau đó mới cẩn thận dò hỏi diệp mặt trên bản niêm yết giá viết vô cùng rõ ràng huyền nguyên đan cũng có thể luyện chế sao đương nhiên diệp mặt trả lời vô cùng ngắn gọn nhưng lại càng khiến nó có sức thuyết phục hơn. Nếu như chỉ có thể miễn cưỡng luyện chế được tiên đan tam phẩm, hoặc là không thể luyện chế được tiên đan tam phẩm, vậy thì nhất định sẽ dùng các loại lời nói xuông để che giấu. Nhưng dịp mặt thì lại không hề giải thích gì nhiều cả, tốt, ta tin tưởng anh. Ta đoán rằng anh hẳn đã là tiên đan sư tam phẩm rồi, đang muốn thu thập các loại tiên linh thảo cấp 4 đế thăng cấp lên đại sư tiên đan tứ phẩm phải không? Tên tu sĩ huyền tiên kia sau khi hỏi diệp mặt mấy câu, thì lập tức đã có lòng tin đối với diệp mặt rồi. Diệp mặt miễn cười, anh bạn thật có bản lĩnh, ngay cả điều này cũng có thể nhìn ra. Chân băng du đứng bên cạnh chán nản lắc đầu, điều này ai chẳng thể nhìn ra được, đây cũng là bản lĩnh sao? Thật ra thì cô cũng không hề biết là diệp mặt vốn không hề muốn nhận các loại tiên linh thảo cấp 4, nhưng nếu như không nhận, vậy thì sẽ bại lộ việc hắn đã là đại sư tiên đang tứ phẩm rồi loại sự tình này, thì chỉ có thằng ngốc mới làm mà thôi, dịp mặt hắn sẽ không làm như vậy. Một tiên đan sư tam phẩm tuy rằng trân quý, nhưng cũng không đáng để các đại năng phải quá quan tâm, nhưng nếu là một đại sư tiên đan tứ phẩm, vậy thì khác hẳn rồi. Vì nếu như muốn thăng cấp lên đại tiên, vậy thì cũng cần tới các loại tiên đan tứ phẩm đấy. Chỗ tôi có một gốc, song dịp lan, cấp 5, muốn nhờ cậu luyện chế giúp hai lò, huyền nguyên đan. Tên tu sĩ huyền tiên này nói xong, thì liền xuất ra tài luyện dùng để luyện chế hai lò huyền nguyên đan nhưng không hề lấy ra song diệp lan diệp mặt biết người này muốn nhìn thấy đan dược trước sau đó mới đưa song diệp lan cho hắn nhưng hắn cũng không thèm để ý liền mang theo tài liệu luyện chế huyền nguyên đan tiến vào trong biệt thự chỉ trong thời gian nửa nén hương thì diệp mặt đã đi ra ngoài rồi hắn đưa hai bình ngọc cho tên tu sĩ huyền tiên kia rồi nói đan dược đã được luyện chế xong anh kiểm tra lại một chút nếu như xác nhận không có vấn đề gì thì đưa xong Diệp Lan cho tôi. Tên tu sĩ huyền tiên này nghi hoặc nhìn Diệp mặt. Huyền Nguyên đang luyện chế nhanh như vậy sao? Cho dù là đại sư tiên đang thì cũng không thể có cái tốc độ này chứ. Chân băng du cũng nghi hoặc nhìn Diệp mặt, cô đã từng nhìn thấy Diệp mặt luyện chế huyền Nguyên Đan, rồi. Chính là ngày trước hắn cũng công tôn chỉ ngọc thi đấu, cả hai người đều luyện chế huyền Nguyên Đan. Nhưng lần đó đều tốn thời gian hai nén hương mà, Thế nào mà lần này chỉ mới mất thời gian hơn nửa nén hương, thì hắn đã luyện chế ra tận hai lò rồi, không ngờ đều là tiên đan thượng phẩm. Tên tu sĩ huyền tiên kia mở bình ngọc ra nhìn một chút, sau đó khiếp sợ kêu lên. Y lập tức không chút do dự nào lấy ra, xong Diệp Lan đưa cho Diệp mặt rồi nói. Anh bạn thật có bản lĩnh, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, lại có thể luyện chế ra toàn bộ đều là tiên đan thượng phẩm. Mạnh, quả thực là quá mạnh, các tu sĩ xung quanh vốn đang chờ đợi, khi thấy được cái kết quả này đều nhanh chóng lấy ra tiên linh thảo của mình yêu cầu Diệp mặt luyện đan. Trong lòng Diệp mặt lúc này đang đại hỉ rồi, biện pháp này của hắn thật sự là lần nào cũng có thể áp dụng được. Lần trước ở rừng rậm Hắc Lô hắn cũng nhờ thế mà chiếm được đại lượng tiên linh thảo, thăng cấp lên tiên đan sư tam phẩm, sau đó lại thăng cấp tới đại sư tiên đan tứ phẩm. Xem ra nếu ở lại chỗ này vài ngày thì hắn thăng cấp lên đại sư tiên đan ngũ phẩm cũng không phải là chuyện khó chân băng du thì lúc này đã hoàn toàn hiểu rõ cô đã biết là ngày trước sư phụ mình đoán không sai diệp mặt tuyệt đối không phải là một tiên đan sư tam phẩm mà là một đại sư tiên đan thực sự hắn dùng một viên tiên đan trung phẩm thắng công tôn chỉ ngọc đâu phải là vừa may căn bản là do hắn cố ý mà cũng may là hắn còn biết nặng nhẹ không nói ra mình có thể giúp luyện chế tiên đan tứ phẩm bằng không thì hắn đã chết mà không biết là mình chết như thế nào thấy diệp mặt bận quá thì chân băng du liền chủ động đứng ra trợ giúp hắn thu thập tiên linh thảo. Trong lòng cô cũng đang suy nghĩ, thời gian sau này sẽ nhờ dịp mặt luyện chế cho mình một lò thái ớt đan. Còn có cả 11 gốc lục dực tử linh của mình nữa, cũng phải nhờ dịp mặt biến chúng thành đan dược mới được. Nghĩ tới đây, thì chân băng du cảm thấy quyết định của mình vô cùng chính xác. Tổ đội cùng dịp mặt, không chỉ đơn thuần là vấn đề an toàn, mà còn có chỗ tốt từ việc luyện đan này nữa. Hai ngày sau, Hàng quán luyện đan của Diệp Mặc càng ngày càng đắt hàng, tốc độ luyện đan của hắn cũng ngày càng nhanh hơn, nhưng hắn cũng không dám làm quá phận. Hơn nữa hắn không dám luyện chế ra một viên đan dược hạng nhất nào cả, vì một khi có đan dược hạng nhất được luyện chế ra thì cũng có nghĩa là hắn đã bước vào cấp độ đại sư tiên đan tứ phẩm rồi, loại tiên đan sư lợi hại thế này đã nhiều năm rồi chưa được gặp. Tôi ở chỗ này đã mấy chục năm rồi nhưng mấy chục năm trước cũng chỉ có một tiên đan sư tam phẩm họ ngạn mới có được loại tiêu chuẩn này mà thôi. Nhưng tôi cảm giác được vị tiên đan sư này so với người họ ngạn kia còn lợi hại hơn rất nhiều. Vị tiên đan sư kia mà anh nói thì ta cũng biết, xác thực là hắn rất giỏi nhưng hắn đã đi đến tầng 2 rồi. Chỉ là hắn luyện đan không được nhanh như vị tiên đan sư này đây, cũng không có được cái tỷ lệ đan dược thượng phẩm cao như vậy. Dịp mặt vừa mới đi ra, thì nghe thấy những lời nghị luận của các tiên nhân này. Lúc này hắn đã ở đây luyện đang được 7 ngày rồi, tiên linh thảo cấp 4 và cấp 5 cũng đã góp nhặt được không ít. Mặc dù không có tiên linh thảo cấp 6, nhưng dịp mặt khẳng định với những tiên linh thảo cấp 5 này đã đủ để hắn thăng cấp tới đại sư tiên đan ngũ phẩm rồi. Chỉ cần đạt tới cấp độ đại sư tiên đan ngũ phẩm, thì hắn đã có thể luyện chế được tuyết dực đan rồi. Bởi vì tài liệu để luyện chế tuyết dực đan hắn cũng đã có đủ rồi. Mọi người nói cái tên họ ngạn kia tên đầy đủ là gì? Diệp Mặc đột nhiên nhớ tới người trong lòng mà Tần Niệm Mân nói tới, cho nên lập tức hỏi một câu. Diệp Mặc thoạt nhìn chỉ có tu vi kim tiên sơ kỳ, nhưng lại là một tiên đan sư đỉnh cấp, cho nên không người nào là không tôn kính hắn cả. Hiện tại hắn hỏi, thì người bên cạnh liền vội vàng nói. Hình như y tên là Ngạn Húc Thao, nhưng y cũng chỉ luyện chế đang dược vài ngày thôi, đã tiến đến tầng 2 của hỗn độn tinh vực rồi. Quả nhiên là y, Diệp Mặc gật đầu, sau đó ông quyền nói. Các vị, tôi hiện tại muốn đi lên tầng 2 của hỗn độn tinh vực, cho nên việc luyện đang đến đây là kết thúc. Xung quanh lập tức vang lên không ít những thanh âm bàn tán. Tỷ lệ luyện chế đang dược của dịp mặt gần như 100% là thượng phẩm, cho dù là vẫn biết cuối cùng hắn cũng sẽ rời đi, thì những người xung quanh vẫn cảm thấy có chút không nở. Băng du sư tỷ, chị tại sao lại ở chỗ này? Chị cũng tới đây để thí luyện sao? Một giọng nói thanh thúy vang lên một cô gái dáng vẻ thanh tú lập tức bước nhanh tới ở bên cạnh cô còn có một tên thanh niên tu vi cũng đã đạt tới huyền tiên sơ kỳ rồi còn cô gái này là tu vi kim tiên viên mãn đúng thế thượng uyển sư muội hẳn là cũng như vậy rồi chân băng du gật đầu cũng không hề có vẻ gì vui mừng giống như cô gái trước mặt cả nhưng sự trong trẻo lạnh lùng trên khuôn mặt của cô cuối cùng cũng hòa tan đi một chút đúng vậy đúng vậy thực sự là không ngờ có thể gặp được băng du sư tỷ ở đây băng du sư tỷ cũng đã là tu vi huyền tiên rồi mà em vẫn còn dừng bước tại kim tiên viên mãn cô gái tên thượng uyển nói tới câu cuối cùng thì trong mắt hiện lên chút mất mát nhưng vẻ mất mát của cô cũng rất nhanh đã biến mất rồi lập tức được thay thế bằng vẻ vui mừng hài lòng băng du sư tỷ gặp được chị là tốt nhất rồi tiếp đó chúng ta có thể cùng nhau đi thí luyện được rồi em giới thiệu một chút đây là sư huynh của em tên là liêu nam trùng sư huynh đây chính là chân băng du sư tỷ mà bình thường em vẫn kể cho anh nghe đến từ đại la tiên môn cực kiếm môn của cung hoa thiên băng du sư tỷ hắn là ai a à, thượng uyển vừa định hỏi diệp mặt là ai thì đã thấy cái biển quảng cáo mà diệp mặt còn chưa kịp thu lại lập tức kinh ngạc nói vị sư huynh này là một tiên đan sư sao cô gọi diệp mặt là sư huynh hoàn toàn là vì nể mặt chân băng du vì tu vi của diệp mặt thấp hơn so với cô nhưng chân băng du thì vốn không bao giờ đi cùng với một tên đàn ông nào cả, hiện tại lại đi cùng với người thanh niên này, thì nói không chừng là có vấn đề gì đó cổ quái. Đúng thế, hắn tên là Diệp Mặt, là một tán tu, đồng thời cũng là một tiên đan sư tam phẩm, chân băng du gật đầu. Vậy thì tốt quá, sau này chúng ta sẽ cùng nhau thí luyện, tiện thể có thể nhờ Diệp Sư Huynh trợ giúp luyện đan. Thượng Uyển hiển nhiên không phải là loại người có tâm tư này. Nhưng cô lại là loại người thẳng thắn đơn giản, nên trực tiếp nói ra luôn mà không cần nghĩ xem liệu người ta có nguyện ý giúp cô luyện đan hay không. Sớm đã nghe nói tới đại danh của băng du sư tỷ, hôm nay vừa được gặp quả nhiên là danh bất hư truyền. Liêu Nam trùng lập tức nắm lấy cơ hội chào hỏi chân băng du, trong mắt mang theo một chút ý thưởng thức. Hiển nhiên là vì dung mạo và vóc dáng vô song của chân băng du khiến y phải cảm thán không thôi. Chân băng du tuy rằng luôn lạnh lùng, nhưng cũng không đến nỗi khi mà Liêu Nam trùng chào hỏi cô tử tế mà cô cũng không hề đáp lễ lại. Chỉ là chân băng du không hề giới thiệu chút gì về thượng uyển cho Diệp Mặt, mà Diệp Mặt thì cũng không hề hỏi, vì hai người này vốn chẳng liên quan gì tới hắn cả. Băng du sư tỷ hiện tại chúng ta cùng lập đội tiến lên tầng 2 thôi, em nhất định phải thăng cấp đến huyền tiên thì mới chịu ra ngoài. Thượng uyển lặp lại đề nghị trước đó một lần nữa. Diệp Mặt nghe được câu nói này của thượng uyển thì lập tức đã biết được cô gái này là loại người có tâm tư đơn giản, không có chút tâm cơ nào, nhất định phải thăng cấp tới huyền tiên sao. Đây không phải là nói rõ rằng trên người của cô có tiên đan tam phẩm, huyền minh đan, sao? Nếu như là cô đi ra ngoài một mình, sau đó lại nói lộ ra lời này, thì chờ sau khi cô tiến vào tầng hai hỗn độn tinh vực, sẽ có rất nhiều tu sĩ kim tiên đánh chủ ý lên người cô rồi. Huyền Minh Đan có thể giúp tu sĩ Kim Tiên viên mãn thăng cấp lên tu vi Huyền Tiên là một trong các loại tiên đan mà tu sĩ kim tiên đều khát khao có được không đợi cho chân băng du cự tuyệt thì thượng uyển đã tiến lên nói với diệp mặt giống như là cô đã quen biết diệp mặt từ trước rồi diệp sư huynh tôi là thượng uyển đến từ việc hành thiên diệp mặt vừa nghe được ba chữ việc hành thiên thì trong lòng liền cả kinh hắn cho tới bây giờ vẫn luôn mẫn cảm với ba chữ việc hành thiên này bất luận là cái gì đến từ việc hành thiên thì hắn đều hết sức chú ý Nghe được Thương Viễn nói mình đến từ Việt Hành Thiên, thì Diệp Mặc lập tức vừa cười vừa nói. Tôi tới từ Cung Hoa Thiên, nhưng tôi chỉ là một tán tu mà thôi. Sư môn của tôi là Đại Chí Tiên Môn Vân Hà Tiên Môn của Việt Hành Thiên. Anh và Băng Du Sư tỷ nếu như đi tới Việt Hành Thiên, vậy thì nhất định phải đến Vân Hà Tiên Môn đấy. Tôi nghe nói Việt Hành Thiên rất rộng lớn, hơn nữa Thiên Chủ của Việt Hành Thiên là một vị tiên rồi. Không phải, anh nghe ai nói vậy? ngày trước mới chỉ là đại la tiên đỉnh mà chắc là lục thiên chủ thăng cấp lên vị tiên chưa được bao lâu hiện tại ngài đang mời các tiên nhân thần toán đại khái là thầy bói tới hình như là để tính toán số mệnh của việc hành thiên thì phải dịp mặt nghe tới đó thì trong lòng liền cả kinh bói toán sao cái tên khốn kia nhất định là đang muốn tìm mình rồi nghĩ tới đây thì hắn liền vội vàng hỏi vậy kết quả của việc đoán mệnh đó thể nào bây giờ còn đang xây dựng tế đàn có người nói việc đoán mệnh này cần ít nhất là mấy chục năm thậm chí mất tới mấy trăm năm cũng không có gì ngạc nhiên thương viễn cũng không suy nghĩ nhiều cứ thế trực tiếp trả lời chân băng du và liêu nam trùng nhìn nhau bọn họ không ngờ là diệp mặt và thương viễn chỉ mới quen đã thân rồi chân băng du lập tức phản ứng lại diệp mặt dường như là có loại ham mê đối với các cô gái có dung mạo thanh tú lúc trước hắn ở cực kiếm môn không phải chính là như vậy sao Khó trách vì sao phong mạch thuần lại như vậy với hắn. Nhìn hắn dùng cái bộ dạng ôn hòa kia nói chuyện cùng thương viễn, không chừng là hiện tại kêu thương viễn để cho hắn ăn sạch thì cô cũng sẽ đồng ý mất. Liêu Nam trùng nhíu mày, sắc mặt có chút khó chịu. Y thật ra cũng rất muốn nói thêm vài câu với chân băng du, nhưng chân băng du hoàn toàn không hề có ý định tiếp chuyện y, trái lại chỉ đưa mắt nhìn dịp mặt, dường như đang chờ dịp mặt nói chuyện với cô vậy. Một hồi lâu sau, Thấy Diệp Mặc và Thương Uyển vẫn còn đang nói chuyện say sưa, thì Chân Băng Du đành phải ngắt lời Diệp Mặc. "Hiện tại có muốn lên tầng 2 hay không vậy? Lên, đương nhiên là lên rồi." Diệp Mặc phục hồi lại tinh thần. Hắn biết rằng có thể Chân Băng Du đã hoài nghi rồi, cho nên vội vã gật đầu, "Tốt quá, Băng Du sư tỷ, chúng ta cùng đi chứ." "Em và Diệp sư huynh nói chuyện cũng rất hợp nhau." Thương Uyển vội vàng nói, thấy Diệp Mặc cũng không hề phản đối thì chân băng du không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Bốn người lập tức cùng nhau tiến đến lối vào tầng hai hỗn độn tinh vực. Diệp mặt tuy rằng sẽ không đi thí luyện cùng Thương Nguyễn và Liêu Nam Trùng, nhưng nếu chỉ đi chung một đoạn đường thì cũng được. Hắn vẫn còn có chút vấn đề muốn hỏi Thương Nguyễn. Tầng hai của hỗn độn tinh vực cũng có một tầng lá trắng, chỉ là tầng lá trắng này rất đơn giản. Tu sĩ Kim Tiên cũng có thể phá vỡ ra được. Sau khi tiến vào tầng hai, thì Diệp Mặc không hề cảm giác được có gì khác hơn so với tầng 1. Chỉ có trọng lực là tăng thêm không ít, thấy Diệp Mặc vẫn còn hỏi đủ các loại vấn đề với Thương Uyển mà không sợ làm phiền người khác, thì Chân Băng Du thật sự là có chút khó chịu rồi. Nếu như không phải là cô muốn hợp tác để thí luyện cùng Diệp Mặc, thì cô đã sớm đi một mình rồi, không chỉ Chân Băng Du và Liêu Nam Trùng, chính Thương Uyển cũng cảm thấy có chút không đúng. Diệp Mặc dường như đang tiến gần vào cô hơn một chút hơn nữa những vấn đề hắn hỏi đều là vấn đề khó có thể có được đáp án ví dụ như lục chính quần ở tiên thành nào lục chính quần đã tu luyện được bao nhiêu năm những môn phái là thế lực lớn nhất của việc hành thiên có nghe theo lệnh của thiên chủ hay không chí ít thì những câu hỏi này thương uyển chưa từng nghe ai nói qua đáp án cả mặc dù là thương uyển cảm thấy hình như diệp mặt có thiện cảm với cô cô thì cũng không hề ghét diệp mặt không nói tới việc diệp mặt là một tiên đan sư mà thái độ làm người của Diệp Mặc cũng rất thân thiện hòa ái, không có nửa phần cao ngạo của một tiên đan sư, và hắn cũng là một người hiểu được cách tôn kính người khác nữa, cho nên cô biết dường như là Diệp Mặc hỏi những vấn đề này để lấy lòng cô, nhưng cô vẫn trả lời hết sức nhiệt tình. "Uyển Nhi, em tới đây một chút." Liêu Nam trùng thật sự là không nhịn được nữa rồi, thậm chí hai chữ sư muội cũng không dùng nữa, trực tiếp gọi nhũ danh của Nam cung Thương Uyển. "Chuyện gì vậy sư huynh? Em và Diệp sư huynh đang nói chuyện." thương uyển cũng không kịp quay đầu lại đã tiếp tục thao thao bất tuyệt với dịp mặt về đệ nhất tiên thành phong cương tiên thành cùng với các loại quy củ và vị trí của phủ thiên chủ nằm trong phong cương tiên thành nữa dịp sư huynh anh rất yêu thích việc hành thiên của chúng tôi sao thương uyển cười khúc khích trong lòng dịp mặt liền cả kinh biết rằng mình đã quá sốt ruột rồi nếu như lại tiếp tục hỏi nữa thì không chừng là cô ta sẽ biết được điều mà mình quan tâm tới chính là tên lục chính quần kia sau khi hiểu được thì dịp mặt liền vội vã cười ha ha nói không phải tôi đối với từng thiên vực đều muốn hiểu được rõ ràng một chút đúng rồi vân hà tiên môn của cô là ở đâu gần đó có cái tiên thành lớn nào không cô giới thiệu cho tôi một chút đi cảm giác được bản thân mình đã quá mức quan tâm tới phong cương tiên thành thì dịp mặt liền tranh thủ thời gian hỏi mấy vấn đề khác ngay khi dịp mặt nghĩ rằng mình hỏi vấn đề này là khá ổn rồi thì chân băng du đã nhịn không được nữa mà liếc mắt nói Diệp mặt, cậu còn muốn đi thí luyện nữa không? Được rồi, tôi cần phải đi thí luyện rồi. Viễn sư muội, chúng ta sau này còn gặp lại. Diệp mặt đang muốn tìm cơ hội rời đi, thì chân băng du lại gọi hắn rất đúng lúc. Cho nên hắn liền vội vã cáo từ với thương uyển. Băng du sư tỷ, không phải là bốn người chúng ta sẽ cùng nhau đi thí luyện sao? Thương uyển nghi hoặc nhìn chân băng du dò hỏi. Chân băng du nhíu mày rồi nói. Thương uyển sư muội, Tôi và Diệp sư đệ còn có chuyện khác cần làm, tạm thời không thể đi thí luyện cùng hai người được. Chúng tôi đi trước, sau này gặp lại." A à, Thương Uyển Tiếc núi nhìn Diệp mặt. Cô cảm giác được vị Diệp sư huynh này rất biết cách ăn nói. Bất luận là cô nói cái vấn đề gì, thì Diệp sư huynh đều có thể làm một người nghe chăm chú, thỉnh thoảng lại đưa ra đôi câu hỏi để cho cô giải thích một chút, khiến cho cô cảm thấy rất thỏa mãn, từ trong nội tâm của cô thì nếu được đi thí luyện cùng dịp mặt thì không còn gì tốt hơn. Đáng tiếc là băng du sư tỷ dường như đã có chút ghen rồi, sợ mình cướp mất dịp sư huynh đây mà. Nhưng khẳng định là băng du sư tỷ nghĩ nhiều rồi, mình cũng chỉ là có chút thiện cảm dối với dịp sư huynh mà thôi. Nếu như chân băng du biết cái cô thương viễn ngốc nghếch này suy nghĩ như vậy, thì không chừng là cô sẽ tức học máu mất, thấy dịp mặt và chân băng du đã rời đi. Thì Liêu Nam trùng âm thầm thở vào, cái tên Diệp Đan Sư kia quá vô sĩ rồi, đã có loại tiên nữ như chân băng du đồng hành, vẫn còn muốn lấy lòng viễn sư muội nữa, dịp mặt ngồi ở trên thái vân chướng của chân băng du mà cao mày. Lục chính quần không ngờ là đã tìm kiếm các thần toán tiên nhân để điều tra về hắn rồi. Vậy thì có thể thấy được, khẳng định là tên khốn này cũng đang tìm kiếm phương pháp đi tới đại lục lạc nguyệt rồi. Một khi y tìm được phương pháp đi tới đại lục lạc nguyệt, vậy thì mặt nguyệt chi thành của hắn phải làm sao đây? lúc này diệp mặt cảm giác được bản thân mình quá nhỏ bé biết kẻ đối đầu với mình ở đâu nhưng bản thân lại không có thực lực để động tới y chỉ có thể trơ mắt mà nhìn người ta tìm kiếm tung tích của mình diệp mặt cảm giác thời gian của mình càng lúc càng khẩn trương rồi nếu như chờ lục chính quần tìm được tung tích của hắn ở hỗn độn tinh vực mà tu vi của hắn còn chưa được đề thăng thì quả thực là quá mức nguy hiểm thấy diệp mặt nhíu mày không nói thì chân băng du bất đắc dĩ thở dài một cái Diệp sư đệ, cậu đã có được hỗn độn thanh địch, lại có truyền thừa tốt như vậy, tôi cảm thấy cậu không nên đem tinh lực đặt trên loại chuyện này. Diệp mặt biết hắn và chân băng du căn bản là không hề có nửa phần tiếng nói chung, cho nên cũng lười giải thích mà nói thắng. Tôi thích chuyện cái túi da, điều này không cần cô quan tâm. Cô cứ tìm nơi để tu luyện luyện thể đi, tôi chuẩn bị miết bàn. Chân băng du lắc đầu, không muốn khuyên Diệp mặt nữa mà đẩy nhanh tốc độ của Thái Vân chướng lên. Một tháng sau, Diệp mặt lại giết thêm 8 con vô ảnh kiêu nữa, lúc này hai người mới đi tới một cánh rừng rậm màu đỏ hồng, đây là nơi nào? Diệp mặt nghi hoặc hỏi một câu, Ngọc Giảng trong tay hắn cũng không hề có giới thiệu về tầng 2 của hỗn độn tinh vực vì anh trai của Phong Mạch Thuần cũng chỉ thí luyện ở tầng 1 của hỗn độn tinh vực thôi, chứ không hề tiến lên đến tầng 2, nơi này chính là tinh vực hỏa lâm, càng tiến vào sâu thì nhiệt độ càng khủng khiếp khu vực trung tâm của hỏa lâm thì cho dù là luyện thể tiên nhân cũng không chịu đựng nổi hơn nữa ở sâu trong hỏa lâm này còn có cả hỏa mang hỏa mang là thứ mà chưa nhìn thấy chưa nghĩ tới thì đã có thể bị trọng thương rồi cậu muốn niết bàn vậy thì không còn nơi nào tốt hơn nơi này nữa rồi chân băng du giới thiệu một cách tỉ mỉ dịp mặt gật đầu xem ra tổ đội cùng chân băng du cũng không phải là không tốt chí ít thì cái nơi tên gọi là hỏa lâm này dùng để niết bàn khiến hắn rất hài lòng niết bàn có nguồn gốc từ gia tộc phượng hoàng thời viễn cổ mà tổ tiên của gia tộc phượng hoàng niết bàn lần đầu tiên chính là trong lửa dục hỏa trọng sinh bất tử phượng hoàng thấy diệt mặt có vẻ thỏa mãn thì chân băng du nói tiếp nếu như một mình tôi mà muốn tới đây thì chí ít phải mất tới mấy năm vì ở tầng hai hỗn độn tinh vực này không chỉ không thể phi hành trên không trung mà dưới mặt đất cũng có nguy hiểm nơi này có một loại sát khí gọi là tuyền sát hư không nếu có tu sĩ nào tiến vào tuyền sát hư không thì sẽ bị cuốn vào một không gian không rõ nào đó cuối cùng biến mất vô ảnh vô tung mà tuyền sát hư không thì căn bản là không hề có bất cứ một cái quy luật nào thậm chí còn có thể đột nhiên xuất hiện dưới chân cậu mà cậu không hề hay biết dịp mặt thở dài cảm ơn cô nếu như không có cô dẫn đường thì tôi căn bản là không thể tìm được đến nơi này chúng ta đi vào thôi chân băng du từ từ giảm tốc độ của thái vân chướng rồi tiến vào tinh vực hỏa lâm một ngày sau thì chân băng du thu hồi lại thái vân chướng sau đó cùng dịp mặt hạ xuống trên một mặt đất màu đỏ nhiệt độ ở đây xác thực là tiên nhân bình thường không thể nào chịu đựng được nếu như chân băng du không phải là có tu vi huyền tiên và luyện thể vương cảnh thì cô cũng không thể nào chịu đựng được hai người đi thêm một đoạn đường nữa thì chân băng du đã có chút không chịu được nữa rồi mồ hôi trên người cô đã toát ra khá nhiều quần áo toàn bộ đã bị dán lên người càng hiển lộ ra vóc người lồi lõm tuyệt vời của cô thấy diệp mặt nhìn về phía cô thì cô liền thản nhiên nói cậu không cần nhìn tôi cũng không cần dùng những lời lẽ như đã dùng với thương uyển tôi sẽ không cùng cậu làm cái chuyện kia đâu diệp mặt cũng thản nhiên đáp lại cô không phải nói là thân thể của mình cũng chỉ là một cái túi da thôi sao trước đây cô cũng rất hào phóng mà hiện tại nóng như vậy sao cô không cởi y phục trên cái túi da đó ra đi nhiệt độ ở đây có thể dùng cách cởi đồ ra để giải quyết sao huống chi tôi cảm thấy rằng cậu nói cũng đúng cho dù là một cái túi da thì cũng phải bận tâm một chút liêm sĩ thế tục cho nên cậu đừng nghĩ tới việc tôi sẽ khỏa thân trước mặt cậu một lần nữa chân băng du lạnh nhạt nói tôi nói qua lời này lúc nào diệp mặt sửng sốt hỏi lại hắn từ khi nào đã khuyên cô gái này không nên tùy tiện cởi quần áo vậy người này có cởi quần áo hay không thì liên quan gì tới hắn chân băng du cười lạnh một tiếng không hề trả lời diệp mặt cô cho rằng cô đã biết được tâm tư của diệp mặt rồi cho nên mặc dù là không khinh bỉ diệp mặt nhưng cũng cực kỳ thất vọng đối với loại người tu tiên có ý chí kém như thế này một tiên nhân luôn ham muốn nhục dục vậy nếu như thực tế hắn không có những tao ngộ kia thì hắn phải làm sao hồn phi phách tán mà thôi thời gian hai nén hương lại trôi qua lúc này chân băng du ngừng lại rồi nói tôi ở chỗ này luyện thể cậu có thể đi tiếp dịp mặc đoán rằng với tu vi luyện thể vương cảnh của chân băng du thì cô cũng chỉ có thể tới được nơi này mà thôi cho nên hắn liền gật đầu đồng ý tiếp tục tiến sâu vào trong hỏa lâm lại qua thời gian một nén nhang nữa lúc này diệp mặt đã đứng ở bên một mảnh đất trống do bốn gốc cây đại thụ tạo thành bốn cây đại thụ này giống như là được xếp đặt để bao quanh mảnh đất trống này vậy mà ngọn lửa cực nóng cũng tung hoành trong mảnh đất trống này bình thường còn có vài đạo hỏa mang nhìn không thấy được gào thét đi qua mang theo từng đợt âm thanh hư không bị xé rách sau khi diệp mặt dừng lại thì ngọn lửa cực nóng đã đem quần áo trên người diệp mặt biến thành cho bụi hết ngay cả hộ giác cũng không còn Diệp Mặc biết rằng nơi này đã là cực hạn của hắn rồi, cũng chính là nơi thích hợp để hắn niết bàn. Hỏa mang kinh khủng mà hắn nhìn không thấy đã nhanh chóng bao vây lấy hắn, cho dù là lông tóc của hắn lúc này cũng đã bị hóa thành tro bụi hết. Hỏa diễm trong hỏa lâm này liên tục thiêu dốt thân thể của Diệp Mặc tạo ra từng đợt âm thanh suy suy. So với âm thanh của đao gió thì còn chói tai hơn nhiều, Diệp Mặc cũng hồn nhiên không thèm để ý, chỉ chuyên tâm vận chuyển công pháp luyện thể không ngừng dùng máu thịt để thử niết bàn cùng với việc diệp mặt liên tục vận chuyển công pháp luyện thể thì cũng càng lúc càng có nhiễu ngọn lửa kéo tới hơn mà ngay cả hỏa mang vốn thưa thớt cũng trở nên dày đặc hơn cho dù là ở trong tinh vực hỏa lâm này không nhìn thấy được ngọn lửa nhưng trải qua vô số năm lắng động thì chúng nó cũng đã tự mình có chút linh trí hoặc có thể nói là phản ứng tự nhiên huống chi diệp mặt lại ở chỗ này để niết bàn cho nên cần phải tụ kết linh khí mà linh khí càng tụ kết quanh diệp mặt thì hỏa mang lại càng có cơ hội bùng lên nhiều hơn vô số hỏa mang đánh vào trên người của diệp mặt khiến cho sức phòng ngự của tu vi luyện thể thần cảnh diệp mặt bắt đầu bị tán loạn từng đạo máu tươi phun ra ngoài nhưng rất nhanh chóng lại biến thành một mảnh hư vô diệp mặt vẫn liên tục vận chuyển công pháp luyện thể khống chế thân thể của mình để rèn luyện từ máu thịt tới gân cốt khi mà chính diệp mặt cũng cảm thấy được thân thể của mình không thể chịu nổi sự tàn phá kinh khủng này nữa thì hắn liền không chút do dự nào mà ngắt lấy một nhánh cây lớn của hỗn độn thanh địch sau đó đem toàn bộ phần còn lại mà bỏ vào miệng rồi từng chút từng chút một mà vận chuyển đưa nó dung nhập vào trong máu thịt của mình vốn máu thịt đã khô cạn nhưng sau khi được hỗn độn thanh địch tiếp sức lại một lần nữa xuất hiện sinh cơ vô hạn máu huyết lại lần nữa sống lại lại tiếp tục rèn luyện đến cuối cùng chính là nguyên thần và máu thịt của diệp mặt lại lần nữa dung hợp lại với nhau giống như là lại một lần nữa hình thành một sinh mệnh mới vậy thậm chí ngay cả tóc cũng đang dần mọc trở lại nhưng lại không hề bị thiêu hủy đi khi vẫn còn ở trong hỏa lâm này lúc này thì diệp mặt đã hoàn toàn tiến nhập vào trong giai đoạn ngủ say thậm chí toàn thân đều trở nên nhẹ nhõm phiêu phù bồng bềnh trong mảnh không gian bốn góc đại thụ này diệp mặt không biết rằng sau khi niết bàn còn cần phải ngủ say một giấc như vậy vì nếu như hắn biết thì dù có phải liều mạng hắn cũng sẽ cố mà bố trí ra một cái trận pháp phòng ngự Đến lúc này thì công pháp luyện thể cũng không còn cần dịp mặt phải vận chuyển nó nữa, mà nó đã có thể tự động dọc theo huyết mạch mới được trọng sinh mà lưu chuyển tiên nguyên lực từ gân cốt tới kinh mạch, từ kinh mạch tới máu thịt. Cứ liên tục mà lập lại những chu thiên như vậy, một loại khí tức cường đại mà mắt thường nhìn không ra đã dần dần lan tràn trong thân thể của dịp mặt, sau đó chậm rãi bao phủ lấy toàn thân hắn. Đến cuối cùng bên ngoài thân thể của dịp mặt đã tạo thành từng đạo sương mù mờ nhạt, còn hỏa diễm kinh khủng của hỏa lâm thì vẫn không ngừng lao tới nhưng cái màn sương kia vẫn không hề bị tiêu tan vẫn luôn dập dần quanh thân diệp mặt một tháng hai tháng rồi nửa năm đã trôi qua diệp mặt lúc này vẫn chưa hề có dấu hiệu sẽ tỉnh lại chỉ là màn sương quanh thân thể đã càng lúc càng loãng hơn chân băng du đi lại vài bước nửa năm qua tu vi luyện thể của cô cũng đã thăng cấp tới thần cảnh rồi Vốn là cô nghĩ rằng mình sẽ phải mất khoảng 10 năm thể đạt tới cấp độ thần cảnh này, sau đó lại tốn thêm vài chục năm nữa để thăng lên tới thần cảnh viên mãn. Sau đó thì mới tới chỗ này để mà niết bàn. Nhưng cô không ngờ chính là mới chỉ mất thời gian có nửa năm, thì cô đã thăng cấp tới thần cảnh rồi. Công pháp luyện thể của Diệp Mặc quả thực là quá mức nghịch thiên mà, cô khẳng định là cho dù tại tiên giới này, Thậm chí là ở 11 thượng thiên vực cũng không có ai có được loại công pháp luyện thể nghịch thiên như của Diệp Mặc cả, nhìn da thịt càng ngày càng trơn miệng nõn nà của mình, nhưng Chân Băng Du cũng không hề để ý tới. Cô lưu ý chính là bản thân đã thăng cấp tới tu vi luyện thể thần cảnh rồi. Bởi vì chỉ cần có thể luyện thể tới cấp độ thần cảnh, thì cho dù là da thịt của cô có trở nên sần sùi như vỏ cây thì cô cũng nguyện ý, nhưng cô hiểu rõ rằng, tu luyện luyện thể tới cực hạn thì thân thể sẽ chỉ càng ngày càng đẹp hơn mà thôi chứ không thể tệ đi được tuy rằng cơ thể này ở trong mắt cô chỉ là một cái túi da cho dù có một ngày cái túi da này của cô tiêu tán đi chỉ còn lại nguyên thần thì cô cũng không hề khẩn trương chút nào nhưng nếu như có thể giúp cho tu vi luyện thể thăng cấp lại vẫn có thể khiến cho cái túi da này thoạt nhìn cũng không quá khó coi thì cô đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt không biết hắn có niết bàn thành công hay không chân băng du thì thào tự nói một câu sau đó lấy ra một bộ quần áo rồi mặc vào cô cảm giác dường như là mình đã bị dịp mặt ảnh hưởng một ít rồi cho dù cơ thể cô chỉ coi là một cái túi da thì cũng là túi da của chính mình bản thân không quá coi trọng việc này là một chuyện nhưng thế tục thì lại không như vậy cho nên cô cũng không cần thiết phải biểu hiện như một kẻ lập dị chỉ cần trong lòng cô không hề để ý tới là được tu vi của chân băng du so với dịp mặt thì cao hơn Hiện tại tu vi luyện thể cũng đã đạt tới thần cảnh rồi, cho nên cũng có thể miễn cưỡng so sánh với tu vi luyện thể thần cảnh hậu kỳ của Diệp Mặc. Sau khi đi thêm được khoảng một nén nhang nữa, thì cô đã nhìn thấy Diệp Mặc đang bồng bềnh giữa không gian được bao quanh bởi bốn gốc đại thụ, bên ngoài thân thể Diệp Mặc giống như là có một tầng sương mờ nhạt, tiên linh khí uốn lượn quanh hắn, hiển nhiên là lúc này hắn còn chưa niết bàn thành công, niết bàn còn có thể ngủ say sao? Chân băng du nghi hoặc lẩm bẩm một câu sau đó lại tiến tới gần diệp mặt hơn vài bước chỉ là cô vừa mới tiếp cận diệp mặt thì ngọn lửa kinh khủng ở xung quanh đã biến quần áo của cô trở thành tro bụi trong chớp mắt chân băng du nhìn diệp mặt đang bồng bềnh trên không kia một chút sau đó lại cúi đầu nhìn mình lúc này lần đầu tiên trong thâm tâm của cô có một chút cảm giác kỳ quái chân băng du cũng nhớ tới lời diệp mặt từng nói hắn đã từng nói qua rằng đạo tâm của mình và hắn bất đồng cho nên nếu lúc này mà hắn bất chợt tỉnh lại thì không chừng là hắn sẽ lại nổi bão mất. Chân băng du nghĩ tới lúc trước khi dịp mặt mắng cô là đồ ngốc, vẫn còn có chút sợ hãi. Ai biết được nếu lúc này mà hắn đột nhiên tỉnh lại, sẽ làm cái gì đối với cô chứ? Người này không chỉ trầm mê nữ sắc, hơn nữa còn là một tên điên nữa. Nếu như hắn không phải là người điên, thì sẽ không một mình vượt qua thiên vực hư không. Nếu như không phải người điên, thì hắn sẽ không bao giờ dám đi cướp, hỗn độn thanh địch từ trong tay của một tên đại tiên tu vi luyện thể là tiên niết thể, chân băng du nghĩ tới đây, thì liền vô thức trùng mình một cái rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Chờ tới khi nhiệt độ trong hỏa lâm không còn ảnh hưởng được tới cô nữa thì cô mới dừng lại thay một bộ quần áo mới. Lúc này thì cô mới tiếp tục bắt đầu luyện thể chờ tới khi dịp mặt tỉnh lại, lại ba ngày nữa trôi qua, dịp mặt cảm giác được một sự mát lạnh trong thức hải của mình. Lúc này thì hắn bỗng nhiên mở mắt ra, sau đó là một loại cảm giác cường đại xông lên não, dường như là cơ thể và linh hồn của hắn đều dung hợp toàn bộ với nhau, ngay cả thần thức và tiên nguyên lực đều được tăng lên trên phạm vi lớn, niết bàn thành công rồi. Diệp mặt kinh hỉ xoay người đứng lên, lập tức nhìn lại chính cơ thể gần như đã trở nên hoàn mỹ của mình một chút, trong lòng hắn lúc này dâng lên từng đợt cảm giác thỏa mãn, càng làm cho hắn kinh hỉ là hắn không chỉ niết bàn thành công, mà thần thức và tiên nguyên lực của hắn cũng được tăng lên trong phạm vi lớn hiện tại đã đạt tới tu vi kim tiên trung kỳ đỉnh rồi chỉ cần tiến thêm một bước nữa thì hắn đã đạt tới kim tiên hậu kỳ rồi hóa ra trước đây sở dĩ hắn không đạt được trình độ này là vì nhục thể của hắn còn chưa đủ cường đại tiên niết thể quả nhiên là có khác biệt lớn so với thần cảnh cái loại cảm giác thoải mái khó diễn tả bằng lời này khiến trong lòng hắn tràn ngập vui sướng mà cái nhiệt độ kinh khủng trước đây của hỏa lâm này hiện tại đã không còn ảnh hưởng được tới hắn nữa rồi quả thực là chỉ giống như bông gòn va vào người hắn mà thôi cảm giác cường đại này quả thực là rất tuyệt diệp mặt thét dài một tiếng để biểu đạt sự hưng phấn trong lòng hắn lúc này hiện tại cho dù là đánh nhau cùng với cái tên tu sĩ huyền tiên trung kỳ kia thì hắn cũng tin rằng không cần phải dùng tới trận pháp cũng có thể giết được cái tên huyền tiên trung kỳ kia rồi diệp mặt hận lúc này không thể nào tìm được một người để chia sẻ sự vui mừng của mình tu vi luyện thể tiên niết thể này đối với hắn quan trọng không khác nào thăng cấp tới vị tiên hắn biết mình sau khi sử dụng hỗn độn thanh địch để niết bàn thành công thì tiền đồ luyện thể sau này của hắn sẽ được mở rộng rất nhiều hỗn độn thanh địch dùng để niết bàn tuy là thật sự đáng tiếc nhưng trong lòng diệp mặt thì nó lại hoàn toàn đáng giá chỉ có sử dụng hỗn độn thanh địch để niết bàn thì mới có thể thể hiện được giá trị công pháp luyện thể của hắn được rồi còn cái cô chân băng du kia nữa không biết hiện tại cô ta luyện thể tới đâu rồi, chí ít cũng có thể chia sẻ một chút niềm vui với mình khi mình đã niết bàn thành công. Nghĩ tới đây dịp mặt liền cấp tốc tạo ra một đạo thần thủy quyết để tắm rửa, sau đó lại thay một bộ đồ mới rồi mới rời khỏi không gian này. Nhưng sau khi đi được vài bước, thì hắn liền quay đầu lại tiện tay viết lên bốn chữ dịp mặt niết bàn lên trên bốn gốc đại thụ. Cuối cùng hắn cũng đã đem được sự vui mừng của mình phát tiết ra một chút, lúc này mới thản nhiên mà đi ra ngoài. Diệp Mặc cũng không cần đi xa thì đã nhìn thấy được chân băng du rồi. Lúc này thì tâm tình của hắn đang rất tốt, nên nhìn chân băng du cũng không cảm thấy đáng ghét như trước nữa. Băng du sư tỷ, cô có thể tới nơi này, hẳn là đã thăng cấp thần cảnh rồi phải không? Chúc mừng, chúc mừng, Diệp Mặc ôm quyền cười nói với chân băng du. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Chân băng du lạnh lùng nói. Người cần chúc mừng phải là cậu mới đúng tôi đoán không sai thì cậu hẳn là đã niết bàn thành công rồi, không sai. Đa tạ băng du sư tỷ đã cung cấp cho tôi tin tức của hỗn độn thanh địch. Nói cách khác, nếu không có sư tỷ thì tôi cũng không thể nào niết bàn thành công hoàng mỹ như vậy được. Diệp mặt hồi đáp, hai người cứ thản nhiên đứng nói chuyện trong hỏa lâm, cũng không thèm để ý tới nhiệt độ kinh khủng xung quanh. Được rồi, băng du sư tỷ đã có thể tới đây, hẳn là đã sớm thăng cấp tới thần cảnh rồi phải không? Diệp mặt đột nhiên hỏi lại. Kỳ thực trong lòng chân băng du cũng vui vẻ thay cho dịp mặt. Tất cả nỗ lực của dịp mặt cô đều được chứng kiến rõ ràng, tuy rằng dịp mặt có chút ham mê không tốt, nhưng trên phương diện tu luyện và đại đạo thì dịp mặt cố chấp cũng không kém gì cô. Một mình vượt qua thiên vực hư không, sau đó lại vì có được hỗn độn thanh địch mà mang cái thân xác loan lỗ vết máu mà trở về. Chắc là khi hắn niết bàn cũng đã phải chịu khổ không ít, nhưng cô không phải là người thích nói cười, cho nên giọng điêu vẫn lạnh lùng như trước cảm ơn công pháp luyện thể của cậu, tôi xác thực là đã sớm thăng cấp tới luyện thể thần cảnh rồi. Tôi còn nhìn, nói tới chỗ này thì chân băng du liền cảm giác được không đúng, cô liền nhanh chóng ngậm miệng lại, dịp mặt nhíu mày một chút. Nhớ tới lúc trước khi mình niết bàn chính là cả người đều trần truồng đấy. Lúc trước khi chân băng du còn chưa thăng cấp tới thần cảnh, thì không thể nào tiến gần tới chỗ hắn niết bàn được, hơn nữa trong hỏa lâm này thì thần thức cũng không thể nào mở rộng ra được, cho nên hắn không hề lo lắng. Nhưng hiện tại chân băng du đã thăng cấp tới thần cảnh rồi, khẳng định là có thể tới ngay bên cạnh chỗ hắn niết bàn. Một khi chân băng du tới chỗ hắn niết bàn, thì chẳng phải là cô đã thấy hết thân thể của hắn rồi sao? Nghĩ tới đây thì trong lòng của hắn liền có chút khó chịu. Hắn nhìn chân băng du chầm chầm rồi nói. Khi tôi niết bàn chìm vào ngủ say, cô có đi xem qua tôi không? Không có, chân băng du nói xong câu đó, thì bất giác mặt liền có chút đỏ lên cô cũng không phải đỏ mặt xấu hổ vì nhìn thấy cái túi da của dịp mặt vì cho dù là dịp mặt có cởi sạch ra trước mặt cô thì mặt cô cũng sẽ không bao giờ đỏ lên cô xấu hổ chẳng qua vì đây là lần đầu tiên cô nói dối cho nên có chút không quen không sao dịp mặt cười lạnh một tiếng cô không biết là khi nói dối thì mặt sẽ đỏ lên sao lẽ nào cô không biết là mặt của mình đang rất đỏ chân băng du nhất thời nghẹn lời cô đương nhiên biết là mình đang đỏ mặt nhưng cô thật sự là nghĩ mãi mà không ra bản thân cũng đã là một huyền tiên rồi luyện thể cũng đã đạt tới thần cảnh rồi vậy mà sao không thể khống chế được việc bị đỏ mặt chứ tôi cảnh cáo cô cơ thể người ở trong mắt tôi không phải là một cái túi da đạo tâm của chúng ta bất đồng cho nên nếu cô còn như vậy thì chúng ta tốt nhất nên ai đi đường nấy cô đi thí luyện của cô tôi đi thì luyện của tôi nghĩ tới khi mình đang ngủ say lại bị một cô gái nhìn chằm chằm vào thân thể trần truồng của mình thì nếu là bình thường cũng thôi đi nhưng mấu chốt người nhìn mình lại là cô gái này có khi trong lòng cô ta lúc đó không chừng đang nghĩ rằng ở chỗ này có một cái thân xác thối tha nữa điều này thực sự là khiến hắn có chút khó chịu chân băng du thật sự là có chút chán nản rồi nếu như không phải là vì đại đạo thì cô khẳng định là đã xoay người rời đi rồi trước đây khi mình thấy dịp mặt thì trong lòng đã sợ rằng hắn sẽ tức giận rồi nên mới rời đi không ngờ là giờ hắn thực sự tức giận rồi cũng không có thứ gì có thể nhìn cả túi da của tôi cậu cũng không phải là chưa nhìn qua nếu như cậu muốn xem tôi lại cởi sạch một lần nữa cho cậu xem chân băng du lạnh lùng nói nói xong thì cô lại thấy khó chịu mà nói thêm dù cho tâm trí tu luyện của cậu kiên định nhưng với cái đạo tâm này thì cũng đã định trước là cậu không thể với được tới thành tựu cao rồi Diệp mặt lười nói. Cùng cô gái này thảo luận vấn đề khỏa thân, quả thực là đàn gãy tai trâu mà. Tuy rằng chân băng du rất muốn tiếp tục ở trong này luyện thể tới khi niết bàn rồi mới đi, nhưng Diệp mặt đã chuẩn bị đi ra ngoài rồi, cho nên cô chỉ có thể đi theo mà thôi. Cô đã hiểu được chỗ tốt nếu như cứ đi tu luyện cùng Diệp mặt rồi. Riêng hơn 10 gốc lục dực tử linh còn chưa tính, hơn nữa còn có một nhánh hỗn độn thanh địch và một bộ công pháp luyện thể nghịch thiên nữa. Đương nhiên chính yếu nhất chính là Diệp Mặt là một đại sư tiên đan. Cho dù là cô hiện tại không cần tiên đan tứ phẩm, nhưng sau này tu luyện tới tu vi đại tiên trong hỗn độn tinh vực này, thì cũng cần phải có tiên đan tứ phẩm đấy. Cho dù là trong việc hành tẩu ở hỗn độn tinh vực này thì cô cũng chiếm được đại tiện nghi rồi, vì nếu như không có Diệp Mặt giết đám vô ảnh kiêu, thì bọn họ sẽ không thể nào tới đây nhanh như vậy được. Cho nên dù là Diệp Mặt có tức giận đi chăng nữa, thì cô vẫn cứ phải đuổi theo hắn chỉ cần có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện thì cái gì cô cũng không thèm để ý những thứ tiện nghi cô chiếm được thì đối với diệp mặt cũng chẳng hề có tổn hại gì nên cô cũng không hề thẹn với lương tâm diệp mặt xác thực là cũng không muốn bỏ lại chân băng du vì cô gái này nắm rõ tình hình của hỗn độn tinh vực hơn so với hắn cho nên nếu hắn muốn tìm các nơi để có thể thí luyện tốt trong hỗn độn tinh vực này thì cần phải có cô dẫn đường kế tiếp cậu muốn đi tới chỗ nào để thí luyện chân băng du thấy diệp mặt không thèm nhìn mình thì liền chủ động hỏi có chỗ nào để tu luyện thần thức hay không diệp mặt biết rằng chuyện đề thăng cảnh giới của hắn không thể chỉ trong ngày một ngày hai được mà hắn cần phải duy trì liên tục việc bế quan mà thần thức thì lại là thứ quá trọng yếu đối với hắn cho nên hắn nhất định phải nhanh chóng đề thăng nó lên cậu còn có công pháp thần thức sao chân băng du kinh hãi kêu lên cô đã sớm hoài nghi rằng hắn có công pháp thần thức rồi hiện tại thấy hắn muốn tìm nơi để tu luyện thần thức thì cô liền đưa ra câu hỏi ngay dịp mặt trực tiếp lắc đầu không có lẽ nào không có công pháp thần thức thì không thể đi tới chỗ tu luyện thần thức sao cho dù là mình có công pháp thần thức thì dịp mặt cũng sẽ không bao giờ biểu hiện ra trước mặt chân băng du chân băng du thở dài trong lòng vẫn có chút hoài nghi nhưng vẫn lắc đầu thế thì không phải chỉ là không có công pháp thần thức mà vẫn muốn tu luyện thần thức thì sẽ rất gian nan nơi tu luyện thần thức ở trong hỗn độn tinh vực này rất nhiều nhưng nổi tiếng nhất ở tầng hai hỗn độn tinh vực chính là giác hồn vực ở giác hồn vực giác hồn vực sao diệp mặt đột nhiên cắt đứt lời chân băng du hắn nhớ tới giác hồn tảo không biết vì sao trên tiên giới này lại có cái tên địa phương giống với giác hồn tảo như vậy chân băng du nghi hoặc nhìn diệp mặt rồi gật đầu không sai chính là giác hồn vực làm sao vậy cô nên biết tôi là một tiên đan sư cho nên tôi đã từng được thấy qua tư liệu trên một ngọc giảng trong ngọc giảng này tôi có thấy một loại tài liệu linh thảo có thể chữa trị thần hồn cũng có thể chữa trị thần thức gọi là giác hồn tảo không biết cô có từng nghe nói qua không dịp mặt trả lời như không có việc gì chân băng du cũng không hề có gì hoài nghi giác hồn tảo thì đương nhiên là tôi đã nghe nói qua tại tiên giới này nó là thứ tốt nhất để tu luyện thần thức minh tảo có thể luyện chế được tiên đan lục phẩm song thần đan cũng là tiên đan tốt nhất để khôi phục thần thức chữa trị thần hồn và thần thức dành cho tu vi dưới vị tiên còn ám tảo thì càng khó có thể tìm kiếm bởi vì ám tảo có thể luyện chế tiên đan cửu phẩm là đế thần đan đế thần đan chính là tiên đan vô cùng trân quý mà ngay cả vị tiên cũng khó mà cầu được dịp mặt thầm khen kiến thức rộng lớn của chân băng du vốn hắn còn tưởng rằng minh tảo có thể luyện chế được song thần đan đã là đan dược phẩm chất cao nhất rồi hóa ra là ám tảo còn có thể luyện chế cả loại đế thần đan gì đó nữa có thể thấy được rằng hắn thật sự là quá quê mùa rồi đồng hành cùng với một cô gái có kiến thức tốt như thế này cũng là một chuyện tốt tôi nghe nói giác hồng tảo xuất hiện cũng là có quan hệ với giác hồng vực chỉ là không biết thật giả thế nào mà thôi bởi vì không ai biết ở đâu có giác hồng tảo cả chân băng du tiếp tục nói Diệp Mặc nghe tới đó, thì trong lòng cũng khẽ động. Không có ai biết nhưng không có nghĩa là hắn không biết. Vì hắn không chỉ biết ở đâu có giác hồn tảo, mà ngay trên người hắn cũng đang còn giữ cả đống giác hồn tảo các loại nữa. Cô nói một chút cho tôi nghe về giác hồn vực đi, vì sao nơi đó lại có quan hệ với giác hồn tảo. Diệp Mặc lập tức nghĩ rằng liệu không biết hải giác mà ngày trước hắn tiến nhập vào có quan hệ gì với giác hồn vực hay không. Chân Băng Du trả lời nghe nói tiên giới thời viễn cổ đã từng xuất hiện một tuyệt thế đại năng người này có tên gọi là mộ vô song mộ vô song là người có tính tình quái gở cũng không hề thích nháo sự nhưng lại thích chuyện nam nữ đó là điểm duy nhất mà tôi thấy rất giống cậu dịp mặt cười lạnh một tiếng người tên mộ vô song kia nếu đã thích việc của cái túi da vậy thì y hẳn là không thể trở thành được một đại năng mới phải nhưng sao y vẫn trở thành một đại năng rồi tôi cảm thấy có chút kỳ quái đấy Chân băng du dường như không hề nghe được lời châm chọc của Diệp Mặc, vẫn tiếp tục bình thản nói. Chính vì cái khuyết điểm này của y, cho nên y mới không thể trở thành một đại năng đỉnh cấp, kết quả là phải nhận lấy kết cục thê thảm, dứt lời thì cô cũng không hề lý sự cùng Diệp Mặc nữa mà tiếp tục nói. Mộ vô song này có 18 phi tử, mỗi một vị phi tử của y đều là thiên kiều bá mị, đều là những cô gái tuyệt thế vô song. Y cũng là một người đa tình, Đối với mỗi một cô gái đều cực kỳ nuông chiều. Thẳng đến một ngày y nhận được lời mời của vị Phong Tiên Đế, thiên chủ của đệ nhất thiên vực trong 33 thiên vực là Thanh Vi Thiên. Vị Phong Tiên Đế là đệ nhất tiên đế của 33 thiên vực, tuy rằng cũng không nhất định là người mạnh nhất, nhưng mộ Vô Song vẫn nể mặt y mà mang theo 18 vị phi tử của mình đi gặp. Lúc đó vị Phong Tiên Đế ngoài mời Vô Song tiên đế ra, còn mời đủ các thiên chúa của 11 thượng thiên vực khác đến nữa. 11 người này đều là cấp tiên đế tôn giả rồi, cho nên sau đó quả nhiên là một thịnh hội rất náo nhiệt, khách và chủ đều hoan hỷ. Nhưng đã xảy ra một sự tình mà ngay cả là tiên đế cũng không có cách nào khống chế cả. Sự tình này xảy ra khi mà thịnh hội gần kết thúc, chân băng du nói tới đây thì dịp mặt cũng có chút tò mò. Chuyện gì xảy ra thế? Sau khi kết thúc yến hội, thì vị phong tiên đế đã đưa khách nhân đến trì viên để ngắm hoa vấn đề chính là xảy ra ở trì viên này lúc ở trì viên này mộ vô song đã nhìn thấy được một cô gái mà chính mình khó quên được nhất cô gái đó chính là người mà y yêu thích nhất trước khi thăng cấp đại tiên sau đó cô gái kia đột nhiên lại mất tích còn y thì không có cách nào tìm được cô ấy cả y thật không ngờ là cô gái ấy lại xuất hiện ở giữa trì viên này hơn nữa còn là một phi tử của vị phong tiên đế nữa mộ vô song tuy rằng tính tình quái gỡ nhưng cũng là một người chung tình. Lúc này thì y không hề suy nghĩ chút hậu quả nào thì đã xông về phía nữ tiên kia, thậm chí còn vọt tới hậu viện là nơi ở của gia quyến của vị phong tiên đế nữa. Sau khi y níu kéo được tiên nữ kia thì liền hỏi cô ấy một câu, vì sao? Chân băng du thở dài rồi lắc đầu. Hiển nhiên là cô cho rằng mộ vô song này đã làm việc quá mức kích động rồi, trong lòng dịp mặt cũng đã có chút sáng tỏ. Việc làm này của vô song tiên đế quả thực là quá mức rồi dám chạy vào hậu viện gia quyến của vị phong tiên đế thậm chí còn níu kéo một tiên nữ đường đường là phi tử của vị phong tiên đế nữa chứ hậu quả của việc này chắc chắn là không thể nào bình thường được rồi nhưng lúc này dịp mặc lại tự hỏi chính mình nếu như trường hợp này rơi vào hắn thì liệu lúc đó hắn có thể bình tĩnh được sao nói một cách khác nếu có một ngày nào đó hắn gặp được một tiểu vận ở chỗ một tiên đế nào đó thì hắn còn có thể giữ được sự tỉnh táo sao Diệp mặt trùng mình một cái. Hắn cũng không biết vì sao mình phải nghĩ tới những thứ này, nhưng hắn biết rằng với tính tình của hắn, thì tuyệt đối là sẽ không thể nào giữ được sự tỉnh táo vào lúc như thế được. Dù cho hắn biết rõ hậu quả của nó đi chăng nữa, thì chỉ sợ là bản thân hắn vẫn không thể nào bình tĩnh được. Sau đó thì họ đã đánh nhau sao? Diệp mặt thở dài rồi hỏi, chân băng du gật đầu. Lúc đó còn chưa đánh nhau ngay, nhưng vị phong tiên đế lúc đó cực kỳ tức giận và phẫn nộ y mời vô song tiên đế tới đây gặp mặt nhưng vô song tiên đế lại đến đùa dẫn phi tử của y việc này thì đối với bất cứ người nào cũng sẽ không thể chịu đựng được huống chi y còn là thiên chủ của đệ nhất thiên vực thanh vi thiên nữa chứ lúc đó những vị tiên đế còn lại đều đứng ra khuyên bảo cuối cùng cũng trấn áp bớt được lửa giận của vị phong tiên đế nhưng vô song tiên đế vẫn cần phải bồi thường cho y một chút vốn chỉ cần vô song tiên đế bồi thường cho vị phong tiên đế một chút thì vấn đề này sẽ kết thúc. Nhưng điều khiến người ta không thể ngờ đến là vô song tiên đế căn bản không thèm nghe ai nói, vẫn muốn dẫn vị phi tử kia của vị phong tiên đế đi. Vô song tiên đế nói rằng bản thân nhất định phải hỏi tiên nữ kia cho rõ ràng, tại sao phải như vậy? Vị phong tiên đế cũng cực kỳ tức giận, cho nên liền muốn vô song tiên đế phải để lại toàn bộ 18 phi tử kia, bằng không thì vấn đề này sẽ không thể nào kết thúc được. Kết quả là song phương đại chiến với nhau, dịp mặt bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Cả vị phong tiên đế và 11 vị tiên đế còn lại kia khi mời vô song tiên đế, thì chẳng lẽ lại không biết tiên nữ kia đã từng là nữ nhân của vô song tiên đế hay sao? Nếu đã biết, vì sao vẫn còn dẫn vô song tiên đế đến trì viên để cho vô song tiên đế ngẫu nhiên nhìn thấy vị tiên nữ kia? Phỏng chừng là túy ông chi ý bất tại tử rồi. Ý định của kẻ say không nằm trong rượu, ý chỉ những lời nói không phải ý định thực sự của bản thân. Chân băng du lạnh lùng nhìn dịp mặt một chút rồi nói. Lời này của cậu nếu như dám nói ở trước mặt người khác, thì tôi không dám đảm bảo là cậu có thể sống quá 3 năm. Dịp mặt biết rằng chân băng du hoàn toàn có ý tốt, cho nên cũng không hề phản bác lại. Thấy dịp mặt không hề phản bác lại lời mình, thì chân băng du cuối cùng cũng thở vào một cái rồi nói tiếp. Bởi vì đạo lý thuộc về phía bên vị phong tiên đế cho nên khi mà vô song tiên đế và vị phong tiên đế đại chiến, thì 10 vị tiên đế còn lại đều đứng về phía vị phong tiên đế, liên thủ đối phó với vô song tiên đế, trong lòng dịp mặt liền thất kinh. Nếu cần phải liên thủ để đối phó, vậy thì cũng có nghĩa là vị vô song tiên đế kia thật sự rất lợi hại, bằng không thì cho dù là y không hề nắm đạo lý, thì những vị tiên đế còn lại kia cũng không cần thiết phải liên thủ đối phó với y trận chiến đó vô cùng kinh thiên động địa nhật nguyệt vô quan từ thanh vi thiên đánh tới hư không rồi lại từ hư không đánh tới trung thiên vực rồi tới hạ thiên vực cho dù là các tinh cầu ở trong hư không cũng vì trận chiến này mà đã bị hủy diệt vô số nếu như không phải là đánh nhau ở trong hư không thì không chừng ngay cả các thiên vực cũng sẽ bị hủy diệt rồi vô song tiên đế tuy rằng còn chưa thành tựu được vô thượng đại đạo nhưng tu vi của y xác thực là thông thiên vô cùng mười mấy người liên thủ đối phó với một mình y nhưng y vẫn có thể giết hết chính tiên đế rồi cuối cùng mới bị trọng thương mà trốn vào trong hỗn độn tinh vực chân băng du nói tới đây thì trong lòng dịp mặt liền cả kinh lập tức hỏi lại cô nói là mộ vô song ở trong hỗn độn tinh vực này đúng thế trước đây y không còn đường nào để trốn cả nên đã chạy trốn tới hỗn độn tinh vực này nhưng vị phong tiên đế và mấy vị tiên đế còn lại truy sát y lúc này cũng đều bị thương rất nặng bọn họ biết là vô sông tiên đế hẳn là phải chết rồi cho nên cũng không muốn tiến vào hỗn độn tinh vực để chịu chết như vô sông tiên đế vì ngày đó hỗn độn tinh vực khác với bây giờ ngày đó nếu mà đi vào hỗn độn tinh vực thì gần như là cầm chắc cái chết cho dù là tiên đế đi chăng nữa càng không cần phải nói tới việc mộ vô sông lúc đó đang bị thương rất nặng chân băng du trả lời vô sông tiên đế kia xác thực là đã chết rồi sao diệp mặt lại hỏi một câu chân băng du gật đầu hẳn là đã chết rồi, bởi vì hơn trăm ngàn năm sau lại có vài tiên đế cùng nhau liên thủ vào trong hỗn độn tinh vực truy tìm. Kết quả là lần thứ hai đi vào giác hồn vực trong hỗn độn tinh vực thì đã nhìn thấy được di hài của vô song tiên đế. Mà cái giác hồn vực này cũng chính là tiểu thế giới của vô song tiên đế biến thành. Có người nói ở trong giác hồn vực này có truyền thừa của vô song tiên đế vì tin đồn này mà vô số năm qua có rất nhiều tiên nhân đều muốn tiến vào giác hồn vực để tìm kiếm truyền thừa của vô sông tiên đế nhưng thực tế thì chưa bao giờ có người nào tìm được cả sau đó thì giác hồn vực dần dần trở thành nơi thí luyện thần thức tốt nhất mà chuyện của vô sông tiên đế cũng dần dần bị lãng quên nhưng giác hồn vực thì vẫn luôn luôn tồn tại còn giác hồn tảo thì vì sao mà xuất hiện lúc mới đầu thì có người tìm được giác hồn tảo ở giác hồn vực nhưng theo thời gian thì người tới giác hồn vực thí luyện ngày càng nhiều, cho nên ngày càng ít người có thể tìm kiếm được giác hồn tảo. Hơn nữa bởi vì khả năng ngã xuống tại giác hồn vực cũng quá lớn, cho nên cũng ngày càng ít người đi tới giác hồn vực. Lại tới vài chục ngàn năm sau, thì mới có người mang giác hồn tảo từ tu chân giới tới, ở giác hồn vực rất dễ mất mạng sao, đúng thế. Ban đầu thì tỷ lệ người ngã xuống ở giác hồn vực khoảng hơn phân nửa, nhưng từ khi tìm ra giác hồn tảo, thì tỷ lệ này càng lúc càng lớn. Sau này tuy rằng tỷ lệ cũng có giảm đi đôi chút, nhưng nơi ấy cũng chỉ có thể rèn luyện thần thức thôi, cho nên người đi tới đó cũng ít đi. Có phải là vô song tiên đế có thứ gì đặc biệt quý trọng không? Ngoại trừ cái tiểu thế giới của vô song tiên đế mà mọi người đều biết ra, thì nghe nói y còn có một cái chân linh thế giới. Sau khi y tiến vào hỗn độn tinh vực, thì cái chân linh thế giới của y cũng biến mất theo. Vì sao vô song tiên đế có thể một mình đối phó với nhiều tiên đế như vậy? Bởi vì vô song tiên đế có công pháp thần thức đỉnh cấp. Cho dù là người khác cũng có tu vi tiên đế giống như y, nhưng dưới công pháp thần thức công kích của y, thì cũng không thể không tìm cơ hội mà chạy trối chết được. Hóa ra là như vậy, dịp mặt gật đầu, trong lòng đã hiểu rõ vì sao vô song tiên đế lại bị tính kế rồi. Công pháp thần thức vô thượng, đây chính là loại đồ đại sát khí mà. Hắn cũng chỉ là thông qua loại thần thức công kích của một con yêu thú cấp thấp mà diễn sinh ra, tử nhãn thần hồn thiết cát, cũng đã có thể khiến cho rất nhiều tu sĩ cùng cấp không thể nào làm gì được hắn rồi. Vậy thì cái công pháp thần thức đỉnh cấp của Vô Song Tiên Đế kia mà không làm cho người khác mơ ước thì mới là chuyện lạ. Huống chi mộ Vô Song còn có thứ gọi là Chân Linh Thế Giới nữa chứ, Chân Linh Thế Giới, tuy rằng so ra vẫn kém Hỗn Độn Thế Giới, nhưng so với tiểu thế giới thì mạnh hơn vô số lần rồi chân linh thế giới của tu sĩ đại năng là thế giới có thể cho phép người có tu vi cao nhất là hóa chân tồn tại trong đó nếu như tu sĩ đại năng kia cho phép tu sĩ trong chân linh thế giới của mình phi thăng thì tu sĩ hóa chân sau đó có thể phi thăng thẳng lên tiên giới vượt qua chân linh thế giới có thể thấy được là vị phong tiên đế kia là một kẻ âm hiểm độc ác chỉ là không biết cuối cùng y có thực hiện được mục đích hay không vị phong tiên đế có phải vẫn còn sống hay không trong lòng dịp mặt đối với vị phong tiên đế này đã có chút khó chịu rồi. Loại người tính toán âm hiểm như vậy thì giữ lại chính là một cái tai họa. Hoặc là hắn cảm giác được vô song tiên đế kia cũng có chút giống mình, cho nên sự đồng tình. Chân băng du nhìn dịp mặt một chút rồi nói. Tiên đế có uy vọng nhất, 33 thiên vực, chính là vị phong tiên đế, vậy cậu nói xem y có còn sống hay không? 100.000 năm trước, vị phong tiên đế còn tự thân đi giác hồn vực điều tra qua. 18 vị phi tử của vô song bị vị phong tiên đế giam lỏng kia sau khi biết được vô song tiên đế xác thực là đã chết, thì toàn bộ đều mất tích. Có người nói rằng các cô ấy đã tự sát, cũng có người nói rằng có một phần tự sát, còn một bộ phận đã chạy trốn được. Thế còn vị tiên nữ khiến cho sự xung đột này phát sinh thì sao? Tôi làm sao mà biết được? Chân băng du liếc mắt nhìn dịp mặt rồi nói tiếp. Tôi cũng không muốn cùng cậu nói về sự tình bản thân, mà là một chuyện khác khi cậu còn ở viễn tinh ổ, có phải là đã nhìn thấy mấy nghìn tiên nhân của cực phong thiên đi thí luyện hay không? Tôi có nhìn thấy, vậy thì sao? Diệp mặt gật đầu, bọn họ chính là đi tới giác hồn vực để thí luyện đấy. Khi tôi còn ở tầng 1 thì đã nghe thấy hai tên đệ tử tới đây thí luyện nói chuyện với nhau. Ý của chúng chính là muốn đi giác hồn vực để tìm kiếm di tích của vô song tiên đế. Chân băng du nói, Diệp mặt có chút nghi hoặc hỏi lại, Lúc trước không phải cô đã nói rằng sau khi mở ra không được bao nhiêu năm thì đã có rất nhiều người tới để tìm di tích của Vô Song Tiên Đế rồi hay sao? Cho tới bây giờ vẫn còn chưa có người nào tìm được ra mà, Chân Băng Du cao mày rồi nói. Tôi cũng nghĩ như vậy, chỉ là không biết vì sao lần này người của Cực Phong Thiên lại hành động như vậy. Vốn là tôi cũng dự định đi xem đấy, nhưng sau đó thì lại gặp được cậu, rồi lại đi tu luyện luyện thể tới tận giờ. Giác hồn vực là nơi mà sau khi tiến vào sẽ bị áp chế về mặt thần thức. Cho nên các tiên nhân đi vào đều sẽ dùng mọi biện pháp để mở rộng thần trí của mình ra ngoài. Một khi mà thần trí của mình được kéo dài ra thêm một chút, vậy thì cũng có nghĩa là thần trí và thần thức đã được tiến bộ không ít rồi. Cho nên giác hồn vực xác thực là nơi tốt nhất để rèn luyện thần thức, dịp mặt không hề do dự gì nữa, lập tức nói. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đi giác hồn vực từ sau khi tỷ lệ tử vong khi tiến vào giác hồn vực giảm xuống, thì nhất thời mỗi lần đều có rất nhiều tu sĩ sau khi đi tới tầng 2 hỗn độn tinh vực để thí luyện đều đi vào giác hồn vực. Cho dù là ở tầng 2 ngoại trừ vô ảnh kêu ra còn có những không gian lốc xoáy đột nhiên xuất hiện, nhưng cũng không thể nào ngăn cản được ngày một nhiều tiên nhân muốn đến giác hồn vực để rèn luyện thần thức của mình. Tuy rằng công pháp thần thức cực kỳ thưa thớt, nhưng tầm quan trọng của thần thức thì bất kỳ một tu sĩ nào cũng đều biết cả tu vi càng cao thì tầm quan trọng của thần thức lại càng lớn đối với tu sĩ khác mà nói thì hành tẩu trên mặt đất ở hỗn độn tinh vực này an toàn hơn nhiều nhưng đối với diệp mặt và chân băng du mà nói thì đương nhiên là cứ phi hành trên không trung thì an toàn hơn nhiều mười ngày sau thái vân chướng của chân băng du đã xuất hiện ở một khu phế tích đây là giác hồn vực sao diệp mặt kinh ngạc nhìn phế tích trước mắt rồi hỏi hắn thấy chỗ này thì bỗng nhiên lại nhớ tới lạc hồn cư ở vô tâm hải dưới tu chân giới hơn nữa hắn cảm giác được cái chỗ này rất quỷ dị, không sai, chính là đặc biệt quái dị. Không hề giống với một địa phương rèn luyện thần thức chút nào, đồng thời Diệp Mặt cũng không ngờ ở đây còn từng là một thành thị, một cái thành thị rộng lớn vô biên vô hạn, chỉ tiếc là nó đã bị phá hủy từ lâu rồi. Đúng thế, cái phế tích này chính là giác hồn vực. Có người nói giác hồn vực là tiểu thế giới của vô song tiên đế biến thành, cũng có người nói nó chính là chân linh thế giới của vô song tiên đế. Bất quá rất lâu trước đây, xác thực là có người đã tìm được gì đó ở cái phế tích này. Chẳng những có rất nhiều tiên linh thảo cao cấp, mà còn có một số loại công pháp đỉnh cấp các loại nữa. Nhưng trọng yếu nhất là ở nơi này có điều kiện tốt nhất để rèn luyện thần thức, chân băng du hồi đáp, bên ngoài giác hồn vực có một số người vẫn còn chưa muốn tiến vào giác hồn vực. Những người này sau khi thấy Diệp Mặt và chân băng du hai người phi hành trên không trung mà tiến vào giác hồn vực thì đều kinh dị không thôi. Tại hỗn độn tinh vực tầng 2, thì sự nguy hiểm do vô ảnh kiêu mang lại khi phi hành trên không trung kinh khủng hơn nhiều so với tầng 1. Mặc dù rất nhiều người hiếu kỳ, nhưng không có ai đứng ra hỏi cả. Diệp Mặc Thoạt nhìn mới chỉ có tu vi Kim Tiên sơ kỳ, nhưng khí tức dũng mãnh toát ra từ toàn thân so với các huyền tiên bình thường còn mạnh hơn nhiều. Mà Chân Băng Du thì lại là một nữ tiên tử xinh đẹp vô song, cho dù là tiên nhân nào nhìn thấy thì cũng muốn nhìn nhiều thêm vài lần trọng yếu nhất không phải là do sự xinh đẹp vô song của chân băng du mà là tu vi huyền tiên của cô nhưng thoạt nhìn thì cô lại lấy tên thanh niên kim tiên kia làm chủ rất rõ ràng là lai lịch của tên tu sĩ kim tiên sơ kỳ này không hề bình thường cũng có thể là hắn đã ẩn nấp tu vi của bản thân rồi dịp mặt đương nhiên là không biết người khác nghĩ gì cả hắn vừa mới niết bàn thành công thăng cấp lên tiên niết thể cho nên khí tức dũng mãnh toàn thân vẫn khó có thể ẩn nấp hết được cho nên để cho người khác chú ý cũng là chuyện không tránh được. Anh bạn kia, lẽ nào anh không sợ vô ảnh kêu sao? Một tên tu sĩ kim tiên viên mãn thoạt nhìn cực kỳ to con đi tới trước mặt dịp mặt, đứng lại ôm quyền hỏi một câu. Lòng hiếu kỳ của người này xem ra mạnh hơn rất nhiều so với đám người còn lại. Dù cho rất nhiều tiên nhân đều lo lắng cho tên kim tiên viên mãn to con kia, nhưng cũng đều muốn biết dịp mặt và chân băng du làm sao lại dám phi hành trên không trung như vậy. Dịp mặt cũng không thèm để ý, trực tiếp đáp lời. Phát bảo phi hành của tôi có thể cảm ứng được công kích của vô ảnh kiêu, cho nên chỉ cần mỗi thời khắc đều sẵn sàng ứng chiến, một khi vô ảnh kiêu đánh lén thì lập tức ra tay giết nó trước là được. Nói như vậy thì anh đã giết không ít vô ảnh kiêu rồi sao? Tên tu sĩ kim tiên viên mãn kia vội vã hỏi tiếp, dịp mặt gật đầu. Cũng không giết bao nhiêu, chỉ tầm 7-8 con mà thôi. Anh bạn, tôi có rất nhiều tiên linh thảo và tài liệu luyện khí, có thể đổi lấy yêu đan và lông vũ của vô ảnh kiêu hay không? Tên tu sĩ kim tiên viên mãn này nói xong thì căn bản là không đợi dịp mặt trả lời đã trực tiếp lấy ra vài gốc tiên linh thảo đặt trước mặt dịp mặt. Sau đó lại vung tay lên lấy ra cả một đống tài liệu luyện khí, dịp mặt thấy những tài liệu này thì lập tức đã động tâm rồi. Hắn bây giờ còn chưa thể luyện chế được tiên khí trung phẩm, mà những tài liệu này thì còn có cả một ít tài liệu cấp 4 ở trong đó nữa, anh muốn đổi bao nhiêu? Diệp mặt nhìn một đống tài liệu ở trên mặt đất rồi hỏi, anh xem có thể đổi lấy năm, không, chỉ cần bốn chiếc lông vũ và yêu đan của vô ảnh kiêu là được rồi. Tên tu sĩ kim tiên viên mãn này nghe ra dường như là Diệp mặt đã đồng ý đổi với y, thì liền vội vàng nói, Diệp mặt trầm ngâm trong chốc lát, vì mấy thứ kia tính ra thì có giá trị cao hơn nhiều so với bốn cặp lông vũ và yêu đan của vô ảnh kiêu rồi. Chỉ là vô ảnh kiêu gần như không thể săn bắt được, cho nên không dễ tính toán giá trị của nó mà thôi ba cặp lông vũ và ba miếng yêu đan. Diệp mặt suy nghĩ một chút sau đó lên tiếng ép giá, thành giao. Tên tu sĩ kim tiên viên mãn kia không hề do dự gì mà đem toàn bộ những thứ trước mặt giao cho Diệp mặt. Hiển nhiên là đối với y thì giá cả này vốn đã nằm trong dự định rồi. Thấy Diệp mặt thực sự lấy ra ba cặp lông vũ và ba miếng yêu đan của vô ảnh kêu đưa cho tên tu sĩ kim tiên viên mãn kia, thì những người xung quanh đều muốn đi tới để giao dịch với Diệp mặt. Bởi vì Diệp Mặt ngay cả tài liệu luyện khí cũng muốn, cho nên những người tiếp theo toàn dùng tài liệu luyện khí để đến trao đổi. Vì dù sao thì tiên linh thảo có tác dụng đối với việc tu luyện lớn hơn nhiều những loại tài liệu luyện khí kia, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, thì toàn bộ chiến lợi phẩm tiêu diệt vô ảnh kiêu của Diệp Mặt khi ở tầng 1 của hỗn độn tinh vực này đều đã bị trao đổi hết. Về phần tài liệu khi hắn ở tầng 2 săn bắt vô ảnh kiêu, thì hắn không có ý định đem ra trao đổi. Vì những tài liệu đó là hắn chuẩn bị để thăng cấp lên đại sư tiên khí, Chân Băng Du và Diệp Mặc đã ở chung một thời gian khá dài, nhưng trái lại lại càng không hiểu gì về Diệp Mặc cả. Cô biết Diệp Mặc có thể là một đại sư tiên đan, cũng là một tiên trận sư cấp 2, tu vi của hắn hiện tại ít nhất đã là kim tiên trung kỳ, tu vi luyện thể thì đã đạt tới tiên niết thể. Hiện tại cô lại phải tiếp tục hoài nghi, không biết Diệp Mặc có phải là một tiên khí sư nay không, hay còn là một đại sư tiên khí nữa loại chuyện này thì cô không hỏi vì cô biết dù mình có hỏi thì diệp mặt cũng sẽ không nói sau khi trao đổi hết tài liệu có được từ vô ảnh kiêu thì ánh mắt của các tiên nhân tu vi huyền tiên xung quanh cũng đã có chút kính nể khi nhìn diệp mặt rồi diệp mặt lấy tài liệu của vô ảnh kiêu mang ra trao đổi mà tất cả đều là hàng thật giá thật đấy điều này cũng nói rõ rằng hắn tùy thời đều có thể tiếp tục đi săn bắt vô ảnh kiêu rồi người như vậy sao có thể là kẻ bình thường được Diệp Mặc đi tới trước mặt tên tu sĩ Kim Tiên Viên mãn giao dịch đầu tiên cùng hắn rồi ôm quyền nói. Anh bạn kia, tôi xin hỏi một chút, các người cũng là đang đi tới giác hồn vực để thí luyện sao? Đương nhiên rồi, tên tu sĩ Kim Tiên Viên mãn sau khi đổi được ba cặp lông vũ và yêu đan của Diệp Mặc thì tâm tình cũng rất tốt. Hiện tại Diệp Mặc đặt câu hỏi, thì y cũng không hề giấu giếm gì. Tôi tới từ đại chí tiên môn là kim quan tiên môn của cực phong thiên lần này những tiên môn của cực phong thiên tới đây thí luyện cũng là tới để tham gia thi tài làm sao để thi tài diệp mặt liền hỏi trong giác hồn vực thì thần thức không thể nào mở rộng ra được nhưng tiên nguyên lực thì lại không hề bị ảnh hưởng chút nào cho nên ai có thể tìm được nhiều giác hồn cô ở trong giác hồn vực nhất thì người đó là người xuất sắc nhất tên tu sĩ kim tiên viên mãn kia liền trả lời giác hồn cô là gì diệp mặt nhíu mày quay đầu lại nhìn chân băng du chân băng du cũng lắc đầu có vẻ như cô cũng không biết giác hồn cô là gì cả tên tu sĩ kim tiên viên mãn kia liền cười ha hả các người không biết giác hồn cô cũng là chuyện bình thường thời gian giác hồn cô xuất hiện ở trong giác hồn vực cũng không dài tối quá cũng chỉ trong thời gian mấy năm mà thôi cũng bởi vì sự xuất hiện của giác hồn cô cho nên cực phong thiên của chúng tôi mới tổ chức lần đại hội này như vậy thì chẳng những có thể thu thập được càng nhiều giác hồn cô mà còn có thể thể thiện tính công chính của đại hội thi tài. Giác hồn cô kia thì có tác dụng gì? Diệp mặt lại hỏi tiếp, giác hồn cô có thể luyện chế đang dược khôi phục thần thức, thuộc loại tiên đan nhị phẩm. Mặc dù tác dụng đối với đại tiên cực kỳ nhỏ, nhưng đối với tu sĩ tu vi dưới huyền tiên thì vẫn khá tốt. Hơn nữa, giác hồn cô có thể sử dụng trực tiếp, hơn nữa sau khi dùng giác hồn cô thì còn có thể lĩnh ngộ được sự vận dụng ảo diệu của thần thức, tên tu sĩ kim tiên kia trả lời. Dịp mặt ta một tiếng rồi lại hỏi. Vậy anh đã tìm được rồi sao? Tên tu sĩ kim tiên viên mãn này lắc đầu. Tiên linh thảo chữa trị thần thức, cờ hờ dù là cấp 3 trở xuống thì cũng cực kỳ khó có thể tìm được. Tôi cũng rất muốn tìm ra, nhưng thực tế thì lại chưa thấy gì cả. Nói xong thì y liền nhớ ra cái gì đó, liền lấy một thứ ra cho dịp mặt xem rồi nói. Anh xem đi, đây chính là giác hồn cô. Diệp mặt thấy trên thứ đồ kia được vẽ một cái nấm màu nâu xám, cũng không hề có nhiều màu sắc gì, lúc này mới ôm quyền nói. Đa tạ anh bạn, chúng tôi hiện giờ muốn đi tới giác hồn vực để thí luyện thần thức rồi, xin được cáo từ. Diệp mặt nói xong thì liền trực tiếp cùng chân băng du tiến vào thành thị phế tích trước mắt. Quả nhiên là khi hắn vừa tiến đến thì cũng cảm giác được thần trí của mình lập tức bị áp chế chỉ còn mở rộng được trong vòng một mét. Bất quá hắn cũng không hề lo lắng, vì trước đó đã có kinh nghiệm trong lần đi cực tinh trạch rồi cho nên chỉ cần hắn vận chuyển tam sinh quyết thử một chút thì không chừng là sẽ khôi phục được lại như bình thường cho dù là không thể khôi phục lại được thì hắn cũng không hề lo lắng hắn hiện tại đã là tu sĩ tiên niết thể rồi sao có thể sợ việc thần thức bị trói buộc chứ điều duy nhất hắn bận tâm chính là cái cảm giác quỷ dị lúc trước sau khi hắn tiến vào đây thì lại càng mãnh liệt thêm chân băng du đi theo sau dịp mặt tiếp vào sâu trong giác hồn vực, thì lúc này mới nói với vẻ nghi hoặc. Dịp sư đệ, sư phụ tôi trước đây cũng đã tới hỗn độn tinh vực này mấy lần, hơn nữa trưởng môn của cực kiếm môn chúng tôi cũng đã tới mấy lần, nhưng chưa từng nghe nói qua về chuyện giác hồn cô. Tôi cảm giác là vấn đề này có chút cổ quái, vì giác hồn cô là thứ có thể chữa trị thức, nên cho dù nó có là loại tiên linh thảo cấp thấp đi chăng nữa, thì vẫn vô cùng trân quý sao có thể có chuyện nó không bị truyền ra ngoài được diệp mặt gật đầu xác thực là rất cổ quái nhưng hiện tại chúng ta cũng không tìm được giác hồn cô nên cho dù thấy cổ quái thì cũng không biết là nó cổ quái ở đâu chỉ chờ tới khi chúng ta tìm được loại nấm này rồi sau đó nhìn qua một chút có lẽ sẽ có thể phát hiện ra cái gì đấy cũng nên ba ngày sau diệp mặt và chân băng du đã đi vào khá sâu trong giác hồn vực tại đây có một căn nhà đá bị tàn phá lúc này diệp mặt liền bố trí một cái cấm chế rồi nói với chân băng du tôi phải thử một chút xem có thể khôi phục lại thần thức của mình ở đây hay không chân băng du cũng không hề cảm thấy kỳ quái chỉ gật đầu một cái sau đó tự động ngồi xuống một bên để chờ diệp mặt diệp mặt có thể khôi phục được tu vi ở cực tinh trạch thì không chừng là ở chỗ này hắn cũng có thể khôi phục được thần thức diệp mặt cũng không hề lo lắng chân băng du cô gái này tuy rằng không phải là người cùng một chiến tuyến với hắn nhưng cũng là một người thủ tính. Không phải loại người độc ác. Huống chi cô đã từng thấy mình có thể khôi phục được tu vi khi còn ở cực tinh trạch, thì chuyện này cũng không cần phải giấu giếm. Sau một ngày nỗ lực, thì Diệp Mặc phát hiện ra thần thức của mình có thể kéo dài ra được hơn 2 mét, nhưng càng tiếp tục cố gắng thì càng trở nên khó khăn. Diệp Mặc lấy ra một miếng minh tảo, bắt đầu hấp thu sau đó miễn cưỡng kéo dài phạm vi thần thức của mình. Khiến Diệp Mặc kinh ngạc không ngớt chính là sau khi sử dụng giác hồn tảo, thì thần thức được kéo dài ra một cách cực kỳ nhanh chóng sau khi dùng hết một khối minh tảo thì thần thức của hắn đã kéo dài ra được phạm vi ngoài trăm dặm rồi lại một ngày nữa trôi qua thần thức của diệp mặt đã hoàn toàn khôi phục lại được lúc này hắn mới dừng lại không sử dụng giác hồn tảo nữa giờ hắn đã hiểu giác hồn vực đối với người khác chính là nơi để rèn luyện thần thức nhưng đối với hắn thì lại gần như không có tác dụng hơn nữa nếu như thần thức của hắn tại bất kỳ nơi nào cũng có thể khôi phục lại được, thì căn bản là không có chỗ nào có thể để cho hắn rèn luyện thần thức cả. Diệp mặt vừa định ra ngoài, thì thần thức của hắn đã thấy được chân băng du đang chiến đấu cùng với người khác. Lúc này cô đã không còn ở trong căn nhà đá, mà là đang ở một chỗ khá xa căn nhà đá rồi. Chỉ là cô không thể nào làm đối thủ của tên mập mạp kia được. Nếu như không phải là do tên mập mạp kia muốn đùa giỡn với cô thì cô đã sớm bị giết rồi. Diệp mặt hừ lạnh một tiếng, tiện tay thu hồi lại trận kỳ rồi sải bước ra. Lúc này thì chân băng du vừa liều mạng đánh một chiêu, bị tên mập kia phản kích ngược lại khiến cho cô phải phun ra một mụn máu tươi, bay ngược về phía diệp mặt, a à, hóa ra là có gian phu. Khó trách vì sao không chịu rời khỏi chỗ này, tên mập kia hiển nhiên là cũng đã nhìn thấy diệp mặt, diệp mặt đỡ lấy thân thể vừa bay ngược lại của chân băng du, sau đó đưa cho cô một viên đan dược rồi nói, cô cứ nghỉ ngơi trước đi tên mập này tôi có biết cô không phải là đối thủ của y đâu chân băng du biết bản lĩnh của diệp mặt nên sau khi tiếp nhận đang dược thì liền gật đầu cũng không nói gì cả mà trực tiếp lùi ra phía sau khiến diệp mặt không ngờ chính là cái tên mập này sau khi nghe hắn nói xong thì trong mắt lập tức lộ ra sự kinh ngạc giật mình sau đó lớn tiếng nói hóa ra là hai đứa chúng mày diệp mặt nhíu mày vẫn không nói gì tên mập lại quát lên hỗn độn thanh địch có phải là do mày trộn đi hay không? Lời này của tên mập khiến cho Diệp mặt cả kinh. Lẽ nào sau khi dùng hỗn độn thanh địch luyện thể rồi, mà trên người vẫn còn dấu hiệu gì sao? Tại sao chính mình lại không có cảm giác gì, trong lòng chân băng du cũng rất kinh hãi. Cô không ngờ hỗn độn thanh địch mà Diệp mặt trộn được chính là từ tay của tên mập này. Vừa rồi cô đã thử qua, tên mập này hẳn là một đại tiên rồi. Hơn nữa thần trí của y ở giác hồn vực này cũng vẫn có thể lưu lại được một phần, chí ít cũng phải tương đương với tu vi hư tiên trung kỳ. Nghĩ tới đây thì chân băng du liền nói. Tên này có thần thức tương đương với tu vi hư tiên đấy. Diệp mặt còn biết tên gọi của thằng mập này là hàng vị thần, là một đại ức tiên. Tu vi của y cao hơn hắn tới mấy cấp. Nếu như không phải là hiện đang ở trong giác hồn vực, thì hắn chắc đã chạy trốn từ xa rồi một tu sĩ kim tiên trung kỳ cho dù có nghịch thiên thế nào đi nữa, thì cũng không thể nào là đối thủ của một đại ức tiên được. Điều khiến hắn nghi hoặc chính là cái tên mập này vì sao lại biết là mình đã trộn hỗn độn thanh địch. Việc hắn có được hỗn độn thanh địch thì chỉ có chân băng du biết thôi mà. Diệp mặt chỉ suy nghĩ trong chốc lát thì đã hiểu, hóa ra không phải là vì khí tức sau khi sử dụng hỗn độn thanh địch để luyện thể phát ra ngoài. Mà là vì mình đã nói sai một câu vừa rồi hắn đã nói rằng mình biết tên mập này, mà tên mập này thì lại chưa từng gặp hắn, cho nên y liền suy đoán ngay tới chuyện tình ở cực tinh trạch, nói, có phải là mày không, tên mập lại lần nữa quát lên. Hiển nhiên là y cũng không xác định chắc chắn, nhưng giọng điệu của y vẫn có chút run rẩy. Hiện tại thì y đang mong rằng hỗn độn thanh địch chính là do dịp mặt trộn đi, vì như vậy thì y sẽ không cần phải chia hỗn độn thanh địch cho ba người khác nữa, mà có thể độc chiếm một mình rồi một khi có được hỗn độn thanh địch, thì y sẽ lập tức rời khỏi hỗn độn tinh vực trốn đi một nơi thật xa để tu luyện, đừng nhiều lời vô ích, dịp mặt trực tiếp lấy tử đao ra rồi đánh tới, hàng vị thần cũng không hỏi nữa, khí thế sắc bén toàn thân tràn ra, tiên nguyên lực cùng bạo thậm chí còn khiến không gian xung quanh rung động lên. Y là một đại ức tiên, xuất ra toàn bộ bản lĩnh để đối phó dịp mặt, nhưng cho dù là thông qua bí thuật thần thức thì cũng chỉ có thể khống chế tu vi thần thức ở mức hư tiên mà thôi nhưng thanh thế lớn như vậy thì cũng không phải là Diệp Mặc có thể đối phó được, trong mắt Diệp Mặc lộ ra sự ngưng trọng. Đao thứ nhất chính là Huyễn Vân Trận Sát Đao. Mặc dù hắn lĩnh ngộ đao pháp là ở tu chân giới, nhưng theo tu vi của hắn ngày một thăng cao, thì đao trận của hắn cũng không thể nào đem so sánh với trước đây nữa rồi. Đao quang vô cùng vô tận trong nháy mắt đã tràn ra ngoài, hơn nữa lúc này cái tháp nhỏ màu hồng nhạt của hàng vị thần cũng đập tới. Diệp mặt thở vào nhẹ nhõm. Cái tên hàng vị thần này nếu không dùng pháp bảo mà trực tiếp liều mạng đánh, thì hắn chỉ có thể né tránh mà thôi. Nhưng nếu sử dụng pháp bảo, thì nhất định phải chịu sự hạn chế của thần thức. Chỉ còn tu vi thần thức ở mức hư tiên, thì cho dù là tiên nguyên lực của y có cường hãn hơn nữa, thì với tu vi luyện thể tiên niết thể của mình cũng có thể đánh với y một chút, cho nên tuy là cái tháp kia càng lúc càng lớn, nhưng dịp mặt thì lại không cảm thấy gì, trái lại, huyển vân trận sát đao vừa được đánh ra, thì hắn đã liền đánh thêm một đạo huyễn vân vực sát đao đồng thời còn có hơn 10 tia sét cùng với vô ảnh cũng đều được lấy ra cho dù là một đại ức tiên đang bị áp chế thần thức thì hắn cũng không dám có chút sơ suất nào tiểu tháp màu hồng của hàng vị thần càng lúc càng lớn nhưng tháp vẫn còn chưa hạ xuống thì vô số quan mang màu hồng đã xuất hiện trên người diệp mặt một cảm giác đau dớn như bị xé rách truyền đến trong lòng diệp mặt kinh hãi không ngờ là bản thân đã đạt được tiên niết thể rồi mà vẫn có thể bị thụ thương dưới màn quang mang màu hồng này. Thế nhưng lúc này Diệp Mặc đã thay đổi chiến lược rồi, lập tức thôi động tiên nguyên lực và thần thức để khống chế tử đao, tiên niết thể. Quả nhiên là mày, chết đi cho tao. Hàng vị thần biết Diệp Mặc là một tên tu sĩ luyện thể, nhưng lại có thể thi triển ra thần thức thì không hề kinh sợ mà còn lấy làm mừng nữa. Vì y biết rằng mình đã đoán đúng kẻ mà trước kia đã trộn đi, hỗn độn thanh địch ở cực tinh trạch quả nhiên chính là cái tên tu sĩ luyện thể trước mặt này. Nhưng sau một khắc, thì hơn 10 tia sét đã đánh xuống người y, lúc này thì y khiếp sợ kêu lên. Thần thức của mày không ngờ đến nửa phần cũng không hề bị hao tổn, mày vì sao lại có thể làm được như vậy? Lúc này thì dịp mặt hơi đâu mà trả lời tên kia, từng đạo lôi kiếm cứ một lớp rồi lại một lớp lao tới, đồng thời lại thêm hơn 10 đạo thần thức đao nữa trực tiếp cắt tới. Tiểu tháp màu hồng sau khi bắn ra vô số quan mang, thì vẫn như sao băng trực tiếp lao về phía Diệp Mặt. Mà lúc này thì thần thức đao của Diệp Mặt cũng vừa mới chém tới thức hải của tên mập, một đợt âm thanh suy suy mà dùng lỗ tai cũng có thể nghe thấy được truyền đến. Hàng vị thần vốn đã sử dụng qua bí thuật để thần thức của bản thân không bị áp chế quá mức, nhưng sau một khắc này, thì thần thức của y đã trọng thương rồi, đồng thời cũng phải phun ra một nguồn máu tươi. Tiểu tháp màu hồng mất đi thần thức khống chế vẫn đụng vào trên người của Diệp Mặc, khiến Diệp Mặc phun ra một nguồn máu tươi, đồng thời nó cũng không còn sáng bóng nữa mà rơi xuống mặt đất, sau đó khôi phục lại hình dạng vốn có, công pháp thần thức, hàng vị thần kinh hải kêu lên, đồng thời càng liều mạng một lần nữa giơ nắm tay lên đánh ra một quyền. Thức hải của y đã bị thương rồi, không có cách nào để sử dụng bất kỳ loại pháp bảo nào, chỉ có thể dùng nắm đấm mà thôi lúc này thì tử đao của diệp mặt cũng đã đánh vào trên người của hàng vị thần kéo theo một đạo máu tươi diệp mặt cũng không kịp quản tới chiến tích của tử đao bởi vì lúc này một quyền kia của hàng vị thần đã đánh tới rồi cho dù đại ất tiên chỉ còn nắm đấm nhưng uy thế vẫn rất kinh người một quyền được đánh ra trong nháy mắt đã khiến không gian xung quanh hoàn toàn ngưng động lại cho dù là diệp mặt muốn chạy cũng không thể nào giải thoát ra khỏi tiên nguyên lực từ quyền phong của một đại ất tiên trong lòng Diệp Mặt lúc này cũng rất hoảng hốt, hắn không ngờ là một quyền của đại ức tiên mang theo tiên nguyên lực lại có thể tương đương với một vực mạnh mẽ, khiến cho hắn ngoài việc cứng rắn kháng cự ra thì không còn phương pháp nào khác cả. Dưới sự kinh hoàng, Diệp Mặt chỉ có thể điên cuồng vận chuyển tiên nguyên lực phóng tử đao ra ngăn trở một quyền kia, đồng thời cũng thúc giục vô ảnh công kích, cảnh giới quá kém, cho dù là Diệp Mặt có thần thức cũng không thể nào chiếm thế chủ động trong khi chiến đấu vượt cấp được nếu như là ở cực tinh trạch thì không chừng là hắn còn có hy vọng thắng bởi vì ở cực tinh trạch thì tiên nguyên lực của hàng vị thần cũng sẽ bị áp chế nhưng ở chỗ này thì tiên nguyên lực của hàng vị thần lại không có nửa phần trói buộc nào nhìn một quyền kia đánh tới thì dịp mặt chỉ có thể nỗ lực dùng tử đao che ở phía trước nhưng hết lần này tới lần khác vẫn còn kém một chút dường như chỉ cần nhiều thêm một chút nữa thôi thì hắn có thể ngăn trở được một quyền này rồi hắn muốn trốn tránh nhưng bản thân lại bị tiên nguyên lực cuồng bạo xung quanh quyền phong chặn lại, trong lòng dịp mặt lo lắng vạn phần, dù cho hắn đã dốc hết sức rồi, nhưng vẫn chậm một bước. Ngay khi dịp mặt sắp bị hàng vị thần đánh trúng, thì nắm đấm của hàng vị thần bỗng nhiên lại trì hoãn một chút. Trong lòng dịp mặt liền đại hỷ, vì hắn biết chắc là vô ảnh đã đắc thủ rồi, và hắn không thể nào buông tha cho cơ hội này được. Tử đao liền điên cuồng phóng tới trước cái nắm đấm kia, một chiêu quyển vân hoa sơn đao bổ thẳng tới súc sinh dối trá trong mắt hàng vị thần lộ ra sự điên cuồng dĩ nhiên không thèm để ý tới tử đao của diệp mặt càng điên cuồng thôi động nắm đấm của mình phật khi tử đao và một quyền của hàng vị thần va chạm vào nhau thì một đạo huyết quang liền hiện lên nắm tay bị chém thành đôi dĩ nhiên vẫn không chút nào giảm tốc độ mà đánh lên người của diệp mặt diệp mặt điên cuồng phun ra mấy nguồn máu nhưng lại cảm giác được dường như tiên nguyên lực điên cuồng trên nắm tay của vẫn không ngừng truyền đến. Trong lòng Diệp mặt lúc này lại hiện ra một tia tuyệt vọng, vì hắn không ngờ là một đại ức tiên dù không còn thần thức vẫn lợi hại đến như thế, cho dù là hắn đã có vô ảnh hỗ trợ, nhưng vẫn không phải là đối thủ của tên mập này. Nếu như không phải là hắn đã đạt tới tiên niết thể rồi, thì không chừng là hiện giờ đã sớm bị giết, tiên nguyên lực vô cùng vô tận từ nắm tay kia tràn vào trong cơ thể của Diệp mặt, dịp mặt lại phun ra một nguồn máu nữa hắn không thể nào chạy trốn được trong lòng hắn cũng rất rõ ràng chỉ cần chờ khi hàng vị thần bức vô ảnh ra khỏi cơ thể y cũng là lúc y giết một kẻ đã không còn năng lực phản kháng như mình rồi trăng rắc một tiếng đứt vỡ nhỏ vang lên dịp mặt biết rằng đó là một kinh mạch nào đó của hắn đã bị đứt gãy rồi nhưng khiến dịp mặt kinh hỷ chính là hắn cảm giác được tiên nguyên lực đang tàn phá bừa bãi trong cơ thể của hắn lúc này lại biến mất không thấy đâu nữa cả người dịp mặt mềm nhũng trước khi hoàn toàn hôn mê thì hắn vẫn còn thấy được đầu người hàng vị thần mang theo toàn máu tươi bay ra ngoài nhưng vô ảnh thì vẫn bám theo sau đó một hơi cắn nuốt nguyên thần của y lúc này thì chân băng du mới tiến lên lấy đi những trữ vật của hàng vị thần trước khi hoàn toàn hôn mê thì dịp mặt thở vào một hơi hắn biết là chân băng du hẳn không phải loại người có lòng dạ hiểm độc nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha